小声咯，开播咯。谁放在我这里啊？谁的东西呀？哎，二年级，没有二在哪？这里。另外一本还有一点点的妹妹，今天你拿的那本呢？小妹妹，妹妹，今天你拿的那本画画的那本嘞，放哪了？没有看到啊。这里还有一点点可以用。可以一点可以用。Hello， xin chào Như Ý, xin chào. Hi, 大家晚上，大家好，晚上好，晚上好。声音小声一点 ，OK 吗？嗨，谁那么大声？Xin chào, chào Trung Lê, xin chào em nha. Xin mến chào đại gia đình nhà mình. Hey, chú. Đó hoa.Xin chào trà sữa, xin chào. Em chào chị, chào em nha, xin chào. Hôm nay uống một mớ nước ngọt vô. Cái từ vựng hiệu quả với chỉ em cách hỏi từng vựngChỉ em cách hỏi từ vựng hiệu quả là sao em? Cách hỏi từ vựng hiệu quả là cách gì? Cuối tuần vui vẻ. Hey, xin chào, cuối tuần vui vẻ. Cách học cơ từ bỏ liệu nữa rồi. Dạo này xem, hình như chơi top, ai chơi thời gian xong cũng bị liệu. Ai ngồi trực tiếp kiểu này chơi một thời gian cũng bị liệu hết.Học từ vựng hiệu quả thì chỉ có cách là vừa viết vừa đọc ra thôi. Ê, vừa viết vừa đọc ra nha, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Vừa viết vừa đọc ra thì nên sẽ nó hiệu quả hơn rất là nhiều, giống như chúng ta chép phạt vậy đó. Ngày xưa học không nhớ chứ thầy mà bắt chép phạt trăm vài lần lên tao nhiên nhớ ngang. Không nhớ cũng không được, tao nhớ mày cả đời vì mày mà tao chép phạt. Ở đó đi học mà thầy cô dạy ngang qua không bao giờ thuộc bài, mà cái cô bắt về nhà chép trăm lần là nhớ cả đời. Tao nhớ mày đó, mày hại tao chép phạt, nhớ mày cả đời luôn, quên. Cho nên là Vân thấy chép phạt nó, chép bài nó rất là hiệu quả. Chép nhiều lần và đọc, chép đọc nó nhớ nhanh. Đây là cái công thức mà ngày xưa đến giờ nó luôn được thực hiện trong mỗi khi mà chúng ta không thuộc bài thì bị cô bắt chép phạt như thế. Còn bình thường thì ngoài cách này ra không biết có cách nào nữa hết. Vân cũng muốn có nhiều cách nhanh hơn nữa, cũng khó. Chị dạy tiếng Trung hay quá, cảm ơn em nha. Cuối tuần vui vẻ chị yêu, xin chào em, cuối tuần vui vẻ. Học cách học tiếng Trung với, cách học tiếng Trung thì cùng học và cùng viết, cùng đọc ra nha. Chào chị, chào em nè, xin chào, xin mến chào đại gia đình nhà mình. Chúc gia đình mình buổi tối vui vẻ nha. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe, thông thường mình sẽ nói với ai đó, bạn trai mình chẳng hạn đi về nhà. Ê, nì hỏi chi băng wo, kênh bổ phu bổ mù quên cơ hộ. Nì hỏi chi băng wo, quên bổ phu bổ mù. Ê, băng wo kênh bổ phu bổ mù quên cơ hộ. Có nghĩa là anh về cho em gửi lời hỏi thăm bác. Ê, nói gì đó. Khi mà ai về mình họ muốn hỏi thăm một người nào đó, nhờ người đó gửi giùm thì mình nói, nì hỏi chi băng wo.Băng hồ kênh bổ phụ bổ mụ quên cơ hộ, hoặc là nì hỏi chi băng hồ kênh cơ chị chế quên cơ hộ, chẳng hạn như vậy. Hỏi người ta, hỏi tha trò, gửi lời hỏi thăm người ta bằng cách đó. Sẵn lỡ là sẵn gì em? Sẵn lỡ
chẳng lơ, toán rồi, tiêu rồi. Làm hư cái gì đó, cái bắt đầu, chẳng lơ là, ây dồ, chẳng lơ, chẳng lơ, chẳng lơ. Lão bản lại là, chẳng mơ bản, ông chủ tới rồi sao, tôi toán rồi, ông chủ tới rồi, giờ sao giờ? Ừ, hả? Liêm tệ. Liêm tệ, uống nước. Liêm tệ. Liêm tệ có hai loại, một loại uống trà và một loại uống nước. Ừ, khi mà người ta lấy nước lạnh ra cho mình uống, lấy nước ra cho mình uống, người ta nói, lấy. Điềm tệ là uống nước. Quốc hào tệ hồi đi điềm. Ê, đó là điềm tệ. Quốc hào tệ hồi đi điềm. Chúng ta tới uống trà, tôi pha trà cho bạn uống. Lúc này là uống trà. Điềm tệ có hai loại. Điềm thường uống nước sẽ nói điềm chui, điềm cuốn chui. Có nghĩa là uống nước lúc đun sôi để nguội đó. Ừ. Tìm cơ khí. Hàn chế điện. Hàn chế điện. Ừ. Hảo, buổi tối vui vẻ nha. Tiếng Trung đi mua muối, đi ra mua muối nói, thông thường mình ra 7-Eleven cũng có bán, mình lấy bịch muối rồi đem tính tiền thôi. Ê, còn mình đi ra ngoài mấy cái tiệm tạp hóa ngoài chợ thì mình nói, lão bản, tôi muốn mua 1 bao yến. Lão bản, tôi muốn mua 1 bao yến. Ừ, lão bản, tôi muốn mua 1 bao yến. Ừ, thảo kê, tôi muốn mua 1 bao yến. Thảo kê, quá bê bê, chịp bào ẩm. À, nói như thế ha. Cũng thôi, vô tè tè, vô sách bịch muối. Ê, chế trần, tính tiền. Thảo kê, chế trần, lão bàn, chế trần. Sách bịch muối ra tính tiền thôi, thông thường là cỡ tiệm nào cũng vậy, chúng ta vô lấy bịch muối ra tính tiền à. Ê, ít khi nào mà ông chủ, ông toàn đứng ngay chỗ cái quầy tính tiền không à. Mình chỉ hỏi, ê, lão bàn nhiều máy dẹm mà. Thông thường thì những cái nơi bán tạp hóa ngoài chợ đều có hết. Mình thường đi thẳng vô bóc bịch muối ra tính tiền thôi. Lặng lẽ cũng có thể tính được tiền. Từ phi người ta nói, ờ, 15 khoai, 20 khoai, 10 gò kho, đi 10 kho, 15 đồng, 20 đồng mình trả tiền thôi. Hay, chứ thường thường lại te te vô lấy bịch muối bóc ra để em bạn rồi tính tiền, nhiều tiền đưa thôi. Ờ, ha. Hảo, chứ phàn, chi ban và chi phần hay bị lộn hả? Chi phần, chi ban, chi phần, chi phan, chi phần là gì chị không hiểu? Chi 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 ban, chi phần, chi phan, chi phần là gì em ơi? Hiện tại đang ở Đài Loan, chị đang ở Đài Loan. Ê, cái sủi kê bay trong nghề xây dựng hả? Cái đó là chị phải coi ạ. À. Để chị coi, để ngày mai chị làm ra cho, làm video ra cho. Ừ, để mai chị làm ra cho. Chứ cái đó chị bên Đài Loan chị không dùng tới thì cũng có nhiều người đài người ta cũng không biết cái đó gọi là cái gì luôn. Thật chất có nhiều người đài họ không dùng qua cái đó, họ cũng không biết cái đó gọi là cái gì luôn. Chi fan hả? Chi fan với là ăn cơm hả? Chi fan là ăn cơm. Chi fan. Chi fan ăn cơm. Fan, fan không phải là phận. Chi uống lưỡi bật hơi. Chi fan. Chi fan. Chà bần, ăn cơm. Ừ. Tôi không biết đường đến trường. 我不知道上课的路怎么走. Ê, 我不知道学校的路怎么走. 我不知道学校的路怎么走. Chứ phần hả? Đài Loan không nói cái từ phần. Chứ phần hả? Chứ phần thì bên Trung họ nói, còn Đài Loan sẽ nói chà mì phần. Hoặc là mì, chứ mì phần, chứ mì xiên. Ví dụ ăn bún riêu thì họ nói chứ hồng sao mì xiên. Chứ mì phần, chứ mì xiên đều được hết. Chà bí hùn. Ê, chà bí hùn. Đánh qua chị để. Hey, đánh qua chị để. Đợi tôi một chút. Tấn quả ý xạ. Tấn quả ý xạ. Đánh qua chị để. Ê, phan chính phủ, phan chính chủ. Phan chính chủ, phan chính chủ, phan chính chủ, kêu mình phiên dịch rõ ràng hả? Phiên dịch cho kỹ ra hả? Phiên dịch cho rõ ra hay là sao? Phan chính chủ là sao? Ê, bao hồ phan chính chủ, phan chính chủ, phan chính chủ, coi cái từ nào nha. Mai công ty chuyên dùng tờ tiền ạ. Bỏ chê, bỏ dùng một xa, mẹ mẹ. Ừ, chứ phần là ở bên uống, bây giờ hơi thay đổi sọc hơi ly hơi thua.
今天有喝过几罐？一罐。一罐了。啊，刚刚优乐乳喝完了吗？嗯。喝完了。喝完了，现在还要喝这个？嗯。你当机了啦。嗯。那你用哥哥的、啊。卖建筑物的店。你看你当机了。哦。卖建筑物的店。材料行，五金材料行。嗯。建材五金。嗯，建材五金cũng được。建材，建材料行cũng được。建材料行cũng được ha。Đó là bán những cái đồ xây dựng đó. Hảo, ngoại tài. Ngoại tài là mình mang về nhà gọi là ngoại tài. Mang về nhà, mua mang về nhà gọi là ngoại tài. Lão bàn, của giao ngoại tài. Mình không muốn ngồi ở trong tiệm mình ăn. Mình muốn mua về nhà. Lão bàn, của giao ngoại tài. À, lão bàn số chỉ phần, mấy phần? 3 phần, chảo phần, 3 phần cơm xào, cơm chiên. Này, của giao ngoại tài. Đến trường, sang khờ, chuy xế. 去学校, 上课, đi đến trường đi học. Ý là câu không may mắn á chị. Câu không may mắn là câu gì? Phan chinh chu, phan chinh chu. Câu không may mắn là câu gì? Một chỉ vàng, y chèn hoàng chín. Y chèn hoàng chín, một cây là nhiêu ta? Trời ơi, hỏi chị về tiền với lại vàng là chị thua. Chị dùng tới lắm. Qua chư the show, chạy kể nị. Khi nào qua thì đưa cho em. Ví dụ như anh ấy nói đợi anh qua rồi anh đưa cho em. Tấn hộ qua chư the show, qua chạy kể nị. Đợi anh qua rồi anh đưa cho em. Ê, qua chư the show là khi anh ấy qua tới bên chỗ đó. Chạy kể nị sau đó hết rồi cho em. Rồi sau đó đưa cho em. Ê, qua chư the show, chạy kể nị. Qua tới rồi đưa cho em. Mới bắt đầu học tiếng Trung, cách nào để nhớ từ vựng và hội thoại nhanh nhất? Viết vừa đọc nó ra. Vừa viết vừa đọc nó ra, càng viết nhiều lần thì càng dễ nhớ. Học tiếng Trung hiệu quả là chỉ có như vậy thôi. Chứ còn bây giờ nhớ trong đầu thì hôm nay nhớ, ngày mai lại không nhớ những gì như chúng ta đã học qua. Sẽ không nhớ nổi, trừ phi chúng ta có giao tiếp hàng ngày. Và giao tiếp rất là nhiều mới có thể nhớ được những từ vựng. Còn không thì phải viết nó ra, ít ra cũng có cái để cho chúng ta nhìn lại. Nhìn lại để có cái mình ôn lại chứ. Cảm ơn chị, hai chị hai. Như là bạn không may mắn, bú xinh yun là không may mắn. Ní hành bú xinh yun. Ê, chân là hẳn tàu mẹ nè. Ồ, nó đen quá luôn á. Chính hẳn tàu mẹ nè. Mấy hồ á, chính hẳn xinh yun á. Chính hẳn bú tàu mẹ, chính hẳn xinh yun. Ê, hôm nay không có đen, hôm nay rất là may luôn. Ê, thường là như thế. Mãi nghe ông nói chuyện khó nghe. Mà nghe ông nói chuyện khó nghe, nghe ai nói chuyện? Càn chuyện là cảm giác. Cảm chữa, cảm giác. Ý chuẩn là truyền. Kiểu như là truyền từ người này, bị di truyền rồi đó. Di truyền gọi là ý chuẩn. Em muốn học lắm chị, cùng chị học nha. Hảo. Chị có làm Trung, người Trung Quốc không? Chị có làm, chị là ở Đài Loan mà. Chị đang ở Đài Bắc mà, Đài Loan mà, đâu có ở Trung Quốc đâu em. Đi khám sức khỏe gọi là 做体检. 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 Di truyền gọi là ý chuẩn nha. Ý chuẩn. Cảm chuyện là cảm giác. Chị có dạy riêng không? Không. Chị không dạy, chị hết thời gian rồi. Cả ngày chị bận cả ngày luôn á. Hôm nay chủ nhật mới cho mấy nhỏ 4 giờ chị xuống live xong. Cái 4 giờ chị chạy ra biển cho mấy nhỏ chơi cát. Cái chạy về liền luôn. Chạy về liền luôn rồi đi tắm. Học như thế nào? Chị học theo sách giáo khoa của Đài Loan lớp 1, lớp 2. Hiện tại bên này đang dạy lớp 2 kỳ 2. Bên fanpage dạy lớp 1 kỳ 2. Và bên YouTube thì có những cái bài tất cả luôn. Lớp 1, lớp 2 đều có. Còn em muốn học kênh nào thì học thôi. Cả ba kênh đều học miễn phí nha. Ê, muốn học thì như thế nào? Muốn học thì follow kênh để học. Các bạn muốn học để follow kênh để học nè. Có nhận học viên không? Học viên chỉ dạy trên trực tiếp thôi. Dạy qua trực tiếp online như thế này thôi. Chứ còn dạy riêng thì không còn thời gian để dạy riêng nữa. Ê, 做体检. 做体检, đúng rồi. 做体检. 看病 là khám bệnh, đúng rồi. 我去看医生, tôi đi khám bác sĩ. 我去看病, tôi đi khám bệnh. Hoặc
我去给医生看, tôi cho bác sĩ xem. 我去给医生看, thông thường người ta hay chọc là 我去看医生, 医生有那么帅吗? 去看他, bác sĩ có đẹp trai không? Mình đi thăm ổng, đi coi ổng. 我恨你, có nghĩa là tôi hận bạn. Tôi hận bạn. Âm bồi, đừng có học âm bồi. Đối với Vân thấy âm bồi có một số từ bồi không ra được thì chúng ta không thể học đúng đúng theo cái cách tiếng Trung được ha. Cảm giác, chi yue jue, cảm giác, cảm giác. Anh ấy, đó cái sinh in tại cơ na bên. Anh ấy có tin nhắn, anh ấy có nhắn tin với bạn không? Tha yǒu chuǎn jiǎn xùn gěi nǐ ma? Tha yǒu chuǎn jiǎn xùn gěi nǐ ma? Anh ấy nói chuyện khó nghe. Tha jiǎng huà hěn nán tīng. Tha jiǎng huà hěn nán tīng. Chị jie zhěn hǎo, hey. Zhěn xù là zhěn tú. Zhěn xù. Có công văn và của bộ xuống truy xét 3 ngày liên tiếp thì từ ngày mai phải không chị? Không ấy đâu. Mà hôm nay các em nhìn thấy cái video mà bao nhiêu xe cảnh sát bao vây đó là không phải chuyện của người Việt Nam đâu nha. Đó là bắt cái ông người Đài Loan đó. Bắt ông Đài Loan đó chứ không phải người của Việt Nam. Các bạn thấy hôm nay video người ta đăng quá trời xe của công an bao vây lấy một cái dưới nhà, lầu nhà các em nào đứng trên lầu quay. Cái đó không phải đâu nha. Cái đó là bắt người Đài Loan chứ không có liên quan gì tới anh em Việt Nam mình trơn á. Đừng hiểu nhầm, đừng thấy người ta đăng mà hồi hộp. Chúng ta đi đứng thì vẫn cẩn thận hơn thôi. Đi đứng vẫn cẩn thận, nhìn thấy những cái tình cảnh như thế chúng ta rút lui đừng đứng gần. Thứ nhất là tránh những cái hôm qua là họ có gỡ cái này ra. Trong cái đội của anh Minh có chuyện gì là Vân nhìn thấy hết, Vân có thể nhìn thấy và đọc được hết. Anh họ trong cái đội của họ nói chuyện là Vân nhìn thấy được cái chuyện đó hết. Thì hôm qua họ có như vậy. Có một anh công an bị như vậy, cũng may là anh có mặc áo giáp. Cho nên là trúng tay, nhưng mà cũng may là mình đỡ. Cái đó là chuyện cũng không phải là của người Việt Nam luôn. Hôm qua là ngay cái đường xanh đèn đỏ là họ có làm vậy rồi. Cái người đó có bắn cái ông công an đó rồi. Cho nên là các em ấy ha, nói chung là cái chuyện đó mà không đến gần, tránh. Tại vì cái nơi những cái nơi đó là không thích hợp để đến gần. Thứ hai, nó không phải là chuyện của mình, nó là người Đài Loan thôi. Còn mấy cái chuyện mà bộ công văn đồ thì chưa biết nè. Nói chung là ít tụ tập, nếu mà muốn ở đây làm thì chúng ta cũng nên ít tụ tập, ăn uống này kia. Nếu mà có ăn uống, tụi mình ăn uống thôi. Ăn uống rồi nhẹ nhàng rồi đi về thôi, chứ đừng có uống. Mình đã làm ở đây thì mình cảm thấy mình sợ rồi, thì mình nên biết là mình chỉ có làm việc thôi. Mình tránh được rất là nhiều phiền phức luôn rồi. Chỉ có làm việc. Làm việc tuy là nó cực khổ và nó buồn tẻ thiệt. Đối với Vân, các bạn thấy các bạn còn có anh chị em lao động cùng nhau nấu cơm với nhau. Các bạn thấy Vân ngồi đây là Vân chỉ ngồi đây một mình Vân đó. Có con về thì cùng con, có chồng ở nhà thì cùng chồng, không thì Vân chỉ ngồi đây suốt. Các bạn biết Vân ở đài 20 năm rồi, cuộc sống của Vân nó buồn tẻ đến cỡ nào mà Vân còn không dám tụ tập, trong khi đó Vân là người hợp pháp. Không phải là Vân nói với mọi người với một cái tính cách ích kỷ đâu, mà thật sự đối với chúng ta ở đây có thể kiếm tiền được 5-10 năm mà chúng ta về nhà tha hồ sinh sống. Tốt nhất là cho như vậy, tại vì chúng ta đang còn muốn kiếm tiền mà. Còn cái chuyện họ có quét hay không nữa, cái đó là sớm muộn gì họ muốn quét là họ quét thôi. Họ muốn quét là họ quét, họ muốn làm gì đó thì họ làm, mình không có tránh được. Tại vì đôi khi á, bản thân mình là một người bất hợp pháp á, thì nó có hai mặt xảy ra. Một mặt là tốt cho mình, một mặt là xấu cho mình. Tại vì sao? Người ta cũng sợ nếu như bạn bị khống chế làm việc. Đúng không? Bạn người ta bị người ta làm gì đó bắt làm việc và trả lương rất là ít. Có tình trạng này không? Có rất nhiều. Tất rất là nhiều anh chị em bị người ta ấy, tôi biết cô là người không hợp pháp cho nên tôi muốn trả lương cho cô, tôi bao nhiêu thì trả. Còn có nhiều những người phụ nữ khác thì sao? Họ gặp những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Cái này không bảo vệ không được. Đúng không? Có những người thì người ta làm ra đồng tiền rất là nhiều, người ta rất là thích ở lại, người ta làm. Ồ, tôi kiếm được tiền quá trời, mất gì tôi không làm vậy. Còn có nhiều người thì lại hy vọng có người đó phát hiện mình, cứu mình. Thế nó có điều có hai mặt hết. Cho nên không thể tránh được người ta đi bảo vệ mình, cũng không thể tránh được người ta cho mình về nhà. Biết đâu giúp được mình thì sao? Cho nên cái này cũng không trách ai được. Chỉ cần là chúng ta ở đang trong cái tình cảnh mẫn cảm nhất như thế này thì chúng ta nên cố gắng làm đi nhẹ bước khẽ thôi. Lễ phép chủ yếu là đôi khi người ta nhắm mắt nhắm mở là do mấy người xung quanh á, nhiều lúc người xung quanh người ta ấy thôi. Nhiều lúc biết sao, người đài đôi khi mình qua đây nhiều quá, người đài họ cũng không có công ăn việc làm. Đôi khi những cái người mà làm việc thô á,
họ cũng khó làm được. Ở đôi khi họ họ cảm thấy lương ít quá mà các bạn qua làm thì, và các bạn thường thường người Việt Nam mình siêng hơn họ, làm việc chịu khó hơn và làm việc giỏi hơn, thì chủ luôn thích mướn chúng ta hơn là mướn những người đài. Rồi những người đài họ sẽ thấy, họ sẽ buồn, những người đó thì không có việc họ phải làm sao, họ không có việc, đôi khi họ công việc của họ thì bị chúng ta giành hết rồi. Nói nặng ra là giành á, tại vì thật sự mấy người chủ cũng khôn lắm. Muốn chúng ta thứ nhất là tiền không cao hơn họ, thứ hai là họ chịu làm, chịu khó làm vì tiền mà, chịu khó làm. Cho nên là thành ra những người đài họ muốn bắt chủ tăng lương mà gặp phải mướn phải những người này, là thành ra người đài họ chọn mình luôn, họ không chọn những người kia, và những người kia sẽ tức chứ. Thành ra là nhiều người đài của họ cũng có việc làm, cũng buồn chứ, họ cũng buồn đó. Thì những người chủ lại thông minh, mướn mình là vừa rẻ mà vừa làm được việc. Cho nên có nhiều cái mặt khác lắm, cho nên chúng ta phải cẩn thận với những người xung quanh bằng cách chúng ta đi nhẹ bước khẽ thôi, không có liên quan tới họ thì chúng ta sẽ làm việc an toàn ở nơi đây. Mình thấy điều đó là tốt nhất thôi. Kênh YouTube là Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Mình không may mắn, 我不幸运. 我不幸运, thường nói của hoa tàu mẹ ồ, nay tôi đen quá, không có may mắn á. Hôm nay đen quá, chính thế hẳn tạo mẹ. Chính thế hẳn, chính thế hẳn bù xin yên. Chính thế hẳn bù xin yên. Trời ơi, ăn miếng đồ ngọt vô là nó khó chịu bao tử. Tôi không chắc. 我不确定. 我不确定. Tôi không quyết định. 我. Tôi không quyết định. 我. Tôi không quyết định hả? 我不决定. Tôi không quyết định được hay sao? 我没办法决定. Tôi không quyết định được. 我没办法决定. Còn tôi không chắc. 我不确定. 我不确定. Anh không hiểu ý tôi. 你不懂我的意思. 你不懂我的意思. Chị không có bán sách nha. Gia trưởng ta nản nhân chủ y. Gia trưởng có hai loại, một là gia trưởng, gia trưởng, phụ huynh, gia trưởng. Tiếng Hán Việt của nó là gia trưởng, gia trưởng, phụ huynh. Thứ hai là nói về nam nhân. Nam nhân hay gia trưởng. Ta nản nhân chủ y. Em làm chung với người Trung Quốc, ông ấy nói chuyện khó nghe lắm, làm em học để nói chuyện với ổng. Thì em nói, ni chàng man ni tiền, ni chàng thai khoai là wo tìm bu dǒng. Ta cơ, má phán nhì khơi chẳng ma nhì tiền mà. Nhi chẳng thay khoai là, wo tìm bu tổn. Nói giọng như vậy đó. Anh ơi, đại ca ơi, anh nói chậm tí, anh nói nhanh quá, tôi nghe không có hiểu. Nói giọng như vậy nha. Cái gì vậy trời? Sama là? Thiên à, sama sư à? Thường vậy. Thiên à, sama sư à? Cái gì vậy trời? Ây. Hả? Rồi. Ý tuần là một tấn. Ý tuần, ý tuần là một tấn. Một tạ thường nói y bài công chinh. Y bài công chinh. Nóng tính thường nói về người cơ sinh hình chỉ chào. Chỉ chào, nóng tính rất là gấp. Chỉ chào. Chào chị Vân, chào em nha. Chị ơi, bị bắt vậy bao lâu mới về? Có một tháng hà, không lâu đâu. Kiểu như là bắt xong họ lo giấy tờ em có sẵn hết rồi, lo giấy tờ là về thôi chứ họ không để đó làm gì. Hay, có giấy tờ là về, chuyện trong vòng một tháng là người ta giải quyết xong cho em về rồi. Không ấy đâu, không có sao, không ấy gì hết á. Nói chung là có phạt thì phạt chích ít tiền thôi, còn giấy tờ xong xuôi thì cho về. Chứ ở bên này người ta chỗ rồi người ta để. Nhốt có chỗ rồi, nhốt cũng phải lo ăn nữa, ngày ba bữa. Cho nên hàng tháng là cho về rồi à. Chủ yếu là người ta muốn mình về. Bạn là người không hợp pháp và ở đây cũng không đúng nghĩa thì người ta ấy cho về thôi. Hey, em tôi ở bên này 9 năm rồi mà chưa đủ đây. Hey, nói chung là ở càng lâu thì mình ta càng biết. Ở bên này thì cực thiệt đó, nhưng mà đôi khi làm ra đồng tiền xài đâu cũng vô đó. Chịu khó cực lắm, nhịn lắm thì mới có thể dành dụm được. Còn mà ăn xài thì nó giá tiền bên này xài rồi cũng đâu vô đó mà thôi. Chỉ có cực ở bản thân ta, ta làm phải rất là cực nhọc mỗi ngày, đúng không nè? Đó, chị ơi, bà chị mới bị bắt khoảng bao lâu mới về được chị? Trong vòng tháng là người ta lo giấy tờ cho mình về rồi. Trong vòng một tháng thôi là người ta lo giấy tờ cho mình về rồi. Như là hoa tờ pha in lô ti. Sì sầm mò. Lô ti.
Tiếng Việt có cái chữ lua ti không mọi người? Như là hoa tờ pha in lua ti, lua ti, lua ti. Lua ti là gì? Mọi người ơi, tiếng Việt có chữ lua ti không? Ba đi Việt Nam lâu, xa Việt Nam lâu quá ha. Lua ti, mọi người có nghe qua chữ lua ti không? Chị ơi, công ty không ký lại hợp đồng cho mình thì làm cách nào? Cái này là không phải trong vòng của chị giải quyết. Chị không rõ về cái việc này ha. Có họ không ký thì mình chỉ nhờ ấy thôi, chỉ nhờ môi giới họ giải quyết thôi. Cái đó là qua chuyện môi giới họ giải quyết cho mình ha. Ừ, chị Vân nói rất chuẩn, rất đúng luôn. Cảm ơn em nha. Em nghe ngày mai họ quét chị à. Nghe nói quét căng lắm, 3 ngày hả? Vậy thì chúng ta đi làm về thì đi thẳng về nhà, ngồi ở nhà ăn cơm, đi ngủ sớm. Đi làm về là đi thẳng về nhà, không ngó lơ, ngó quay gì hết trơn á. Mấy ngày nay chuẩn bị đồ ăn, thức ăn đủ trong tủ lạnh đi, ít ra chợ nhiều, mua một lần vác một đống về nhà đi. 3 ngày này ít ra chợ. Đi làm là đi thẳng về nhà, không lây quay, đi xe cẩn thận, không vừa đi vừa gọi điện thoại. Những cái luật lệ giao thông, những cái gì cần chú ý làm cho đúng. 3 ngày này về sớm, về nhà là ngủ thôi, ăn nấu tại nhà. Đi qua hết cơn bão này thì nó sẽ trời yên bể lặng thôi. Ừ. Bắt chừng tháng là cho về nha. Chị ơi, học tiếng Trung khó quá, phải làm sao? Học tiếp. Ừ, học nữa, học mãi. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ chinh phục được nó thôi. Ê, thường nói hôm nay tôi xui quá. Chính thêm của hỉnh tàu mẹ nè. Bú hơi là bú hơi tàu mẹ nè. Chính thêm hỉnh hộ. 25, 26, 27 quét chặn đường luôn. Đã chặn trên đường luôn á chị. Chặn trên đường luôn. Vậy là tìm đường khác về. Tìm đường khác về. Giờ sao? Mấy ngày này thôi thì mấy ngày này, 2 ngày, 3 ngày này ở nhà không đi làm. Ở nhà không đi làm cho chắc. 3 ngày này ở chặn ngay đường thì ở nhà đi làm, lỡ đi đường về, đang đi làm trên đường về sao? Thôi 3 ngày này ta nhịn 3 bữa. Nhịn 3 bữa ở nhà nấu cơm ăn, muối vài hũ dưa để dành. Mấy bữa nay không có rảnh muối dưa muối cà thôi, giờ mấy bữa nay ở nhà muối dưa muối cà. 3 ngày sau đi làm có đầy đủ thức ăn trong nhà để ăn. Ừ. Hả? Yên chi bù hào, yên chi bù hào cũng được. Chính thiên yên chi bù hào, chính thiên hến tàu mày. Hôm nay đen lắm luôn, hôm nay hả? Vẫn không tốt. Chính thiên yên chi bù hào cũng được. Ây, bà chị bắt thì trong vòng một tháng này cho tôi, người ta cho mình về nha. Ừ, người ta cho mình về thôi. Sao người Trung không thích nghe gọi ai ý? Ai ý là bà gì rồi? Ây, có nhiều người người ta khoái đẹp, người ta không muốn kêu bà gì nghe. Nhiều người người ta giấu tuổi của mình, không muốn cho mình biết tuổi của mình. Thứ nhất là phụ nữ bên Đài với bên Trung, họ rất là muốn trẻ, họ không muốn già. Khi mà mình kêu họ ai gì, họ nói bụi da, cháu ở chị che cho họ là kêu tôi chị được rồi. Tại vì người ta không muốn mình già, người ta rất thích đẹp. Tôi không, bạn không hiểu ý tôi. Nǐ bù dòng wǒ de yìsì, nǐ bù dòng wǒ de yìsì. Ê, bị phạt nhiều không? Chị cũng không rõ bây giờ chính sách của họ ra là phạt bao nhiêu nữa. Chị không rõ là họ phạt bao nhiêu nha. Ừ, cái này là chị không rõ lắm. Các em coi thử xem. Mấy ngày này nếu như mà chắc chắn là 2-3 ngày này mà quét mạnh thì tốt nhất ta nên ở nhà. Tốt nhất ta ở nhà ngủ 3 ngày cho nó khỏe, khỏi cần sợ. Nếu mà đi đường về đường cũng gặp vấn đề thôi thì ta ở nhà cho nó khỏe. Ở nhà 3 ngày muối dưa muối cà cái gì đó, mấy ngày nay rảnh cứ muối dưa muối cà muối dưa mắm vậy, muối một hũ. Qua 3 ngày tao có cái ăn, giống như là nghỉ 3 ngày Tết vậy đó. Ê, qua 3 ngày tao có cái ăn. Ê, kéo áo xuống, y phụ la xe lại, y phụ la hò mèo la hò. Ê, mức phạt cho bất hợp pháp là 5 vạn phải không chị? Chị cũng không rõ nữa, tại vì chị chưa biết ha, chị không thấy được cái tình trạng đó, chị không nói bậy được. Hảo, đợi tí, từng ý xa, từng ý xa. Không nha chị, không sao, em thích chị, chờ em nha. Ê, giãn dây chằng hả? Giãn dây chằng, nó cơ sao mà? Su sông tay, sông lờ. Dây chằng này là của thân người mình hay dây chằng của ai? Không có chị, không có hả? Không có gì. Tắt cống. Sợi cô, sai chù lờ. Sợi cô sai chu lợ. Không có nghe hả? Có nghe tiếng không? Có nghe tiếng không? Mọi người có nghe thấy tiếng của Vân không? Hello, hello. Mọi người có nghe thấy tiếng của Vân không?
Ghét thường nói thảo ghen. Quá thảo ghen nì. Quá thảo ghen nì. Tôi ghét bạn. Ê, làm thế nào để nhớ được nhanh hả? Là phải viết và đọc ra mỗi ngày mới nhớ được. Phải viết, phải đọc ra mỗi ngày mới nhớ được nha. Có nghe tiếng hả? Hồi nãy bên trên có mấy bạn kia nói không nghe tiếng là Vân không biết hiểu sao. Ê, siêng năng chăm chỉ thường nói là chỉn lọ. Chỉn lọ. Ba ngày quét hả? Ký tên. Chén mỉnh. Chén mỉnh. Ký tên. Chén mỉnh. Quá thảo ghen nì. Tôi ghét bạn. Thường nói như thế. Ê, bất hợp pháp giờ bắt 5 vạn. Cái này là cũng chưa biết nữa. Chừng nào mà bị bắt là mới biết thôi. Còn cái này là chưa biết, không biết nữa. Tại vì là nghe ta nói thôi nha. Chứ thật sự thì ngày trước thì Vân biết là chừng có khi là mười mấy ngàn. Có khi mười mấy ngàn. Có khi tới cái lúc mà người ta ân xá thì 2 ngàn. Có khi mười mấy ngàn. Vậy đó. Chứ còn sau này nghe nói thì nghe nói đâu. Còn thật sự thì như thế nào thì mình cũng không biết ha. Cái này là chỉ nghe thôi. Ê, ký hợp đồng. Chén hở yue. Chén hở yue. Nếu như trong 3 ngày này, 3 ngày sắp tới này các bạn cảm thấy điều đó là đúng, mà cảm thấy điều đó có thể xảy ra, thì Vân nghĩ tốt nhất chúng ta nên ở nhà 3 ngày này. Ở nhà thôi. Ê, ở nhà cho nó qua chuyện rồi đi làm lại. Có sao đâu. Còn gì nghỉ 3 ngày Tết. Ở nhà muối dưa muối cà. Ờ. Cảm ơn. Bạn em vừa nộp 63 tờ cả vé luôn. Cả vé 63 tờ, về tiền vé 13. Còn kia 50. Vậy thì lên thật rồi. Vậy thì lên thật rồi. Trừ khi mà tận mắt nhìn thấy sự việc xảy ra thì đó xác định là đúng. Còn không chưa thấy thì không thể xác định đúng được ha. Nhưng mà thật chất có xảy ra chuyện đó thì coi như là đúng. Thì chúng ta đã tận chính mắt nhìn thấy. Còn lời đồn thì chưa biết được. Tại đồn nhiều cái quá không biết, không thể phân biệt được đúng sai. Thì nhiều người đồn quá thì sẽ không phân biệt được đúng sai ha. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, hiểu được rồi đúng xảy ra như thế thì biết là như thế. Chưa đợt trước thì Vân thấy có một người bạn của mẹ ấy bị về thì đóng có 10 ngàn, mà cũng lâu rồi. Hảo, chào chị, chào em nha. Ông chủ bắt tôi phải chuyển bộ phận. Thường nói lão bàn. Lão bàn giao hoàn cái gì ta? Hoàn bộ mẫn. Lão bàn giao hoàn bộ mẫn. Hảo. Thằng bạn làm lão bàn nó bị phạt 5 vạn với 1 vạn 3 vé. Vậy hả? Vậy thì đúng rồi. Nếu như mà phạt như thế thì đúng rồi. Ê, cúng dỗ gọi là chua chi. Chua chi. Bạn em vừa nộp cách đây 1 tuần luôn hả? Rồi, nếu mà nộp đúng cái đó thì chúng ta biết là đúng rồi. Còn mà không có thì chỉ nghe thì chỉ không thể tin được. Mà có thật sự xảy ra thì đúng thôi. Nhà tôi có việc quan trọng. 我家有重要的事. Ê, 我家有重要的事. Tà bì gù là đánh. Mông. Tên ngọ. Ngọ, ngọ. Ủ. Đoàn ủ tổ ủ. Ngọ. Đoàn ủ. Ngọ là chữ này. Hey, chữ ngọ chữ đó. Tranh thủ, trên xử. Trên xử. Tôi muốn kiểm tra mình có bầu không. 我要检查看自己有没有怀孕. 我要检查看有没有怀孕. Cũng được. 我要检查看有没有怀孕. Trái bơ gọi là 落梨. Này dấu cổ. Này dấu. Này dấu là bơ. Này dấu cổ là trái bơ. 落梨 cũng là bơ. 落梨 trái bơ. Chị ơi nên học pinyin hay chú âm? Con em ở Đài Loan hay Trung Quốc? Bọn chị đang ở Đài Loan thì bọn chị phải học chú âm. Con em ở Trung Quốc thì em phải học pinyin. Em phải học, coi em học cái nào nha. Ký bơ. Không, bơ bôi bánh mì. Cái đó gọi là nài dỗ. Nài dỗ. Nài dỗ. Xí dỗ là gì chị? Xí dỗ. Xí dỗ là gì đi chị coi coi. Tô, cái mà ma. Thanh Hân. Thanh Hân nói sao chị? Tên Thanh Hân á hả? Tên phải không? Thanh có hai cái, coi thanh nước hay là thanh gì. Xin, Hân là chữ này. Đây, Thanh Hân. Xin xin. Xì dầu, nước tương thì gọi là chăng dỗ. Chăng dỗ. Cách đọc số tiền bên đài như thế nào?
bên đây có 1 đồng 2 khoai, 5 đồng 5 khoai, 10 đồng 10 khoai, 100 đồng 100 khoai, còn 500 đồng 500 khoai, và tờ 1.000 1.000 khoai. 1 vạn thường gọi 1.000, 10 vạn thường gọi 10.000, 1 triệu thường gọi 100.000. Hảo. Hảo. Bắt đầu học thì nên học cái gì trước? Học bảng chữ cái trước để có thể phát âm chuẩn. Bảng chữ cái đọc được thì mới có thể đánh chữ nhắn tin trên bàn phím được. Bảng chữ cái rất quan trọng, học được bảng chữ cái vừa nhắn tin được nè, vừa phát âm chuẩn nè. Ngại gì mà không học nữa, đúng không? Gì mà không học nữa. Ê, tôi đi khám định kỳ. 我定期检查. 我定期检查. Tiên chỉ chèn chá. Xin chào, xin chào. Cơm hộp gọi là biên tăng. Biên tăng. Chính thiên của tại biên tăng. Hôm nay tôi có mang cơm hộp. Chính thiên của tại biên tăng. Hôm nay tôi có mang cơm hộp. Tên hoài thì dùng cái từ hoài. 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 Yến trọng là nhẹ tay, sao chị? Yến, nhẹ tay một chút hả? Nhẹ, nhẹ thì gọi là chín. Chín. Còn yến trọng là nghiêm trọng nha. Yến trọng, nghiêm trọng. ZH đọc chư. Uống lưỡi, cộng với chữ ư. Chư. Chư. Còn SH thì gọc S cộng với chữ ư. Sư. Sư. Hay xem Facebook của chị hả? Chào em nha. Đau quá, hào thông ồ. Hào thông ồ. Hào thông ồ. Đợi học tiếng Trung online mà cô giáo bảo Hoài, tên Hoài cô không dịch được. Cái chữ Hoài nãy dục ra rồi đó. Người Trung hay nói câu mấy bàn phả. Mấy bàn phả, không có cách, hết cách, không còn cách nào khác hết. Nì khởi gì băng vô mà. Mấy bàn phả, tôi không có giúp bạn được đó. Mấy bàn phả. Ê, ní dù mấy dù bàn phả, bạn có cách chưa? Ủa mấy bàn phả, tôi không có cách. Hảo. Không nghiêm trọng, bù yến trọng. Bù yến trọng. Yến bần, vốn. Yến bần, wǒ yǎo chī de. Nǐ gěi wǒ chī diào le. Vốn là tôi ăn đó. Mà bạn ăn mất tiêu rồi. Yến bần, wǒ yǎo zuò de. Nǐ yǎo zuò le. Thằng nói vốn thì tôi làm, bạn làm mất tiêu rồi. Em muốn thi bằng học thì tiếng Trung hay Trung Quốc vậy chị? Em muốn thi bằng thì học theo tiếng Trung hay Trung Quốc? Tiếng Trung với Trung Quốc nó giống nhau à. Chữ của Đài Loan có cái là em muốn đi Đài Loan thì em phải nhìn chữ của Đài Loan. Còn em muốn đi bên Trung thì em nhìn chữ dạng thể của bên Trung, đơn giản vậy thôi. Còn cách đọc thì giống nhau cả. Có vài chữ nó khác nhau thôi à, còn bao nhiêu đa phần giống nhau. Nếu mà em đi Trung thì em phải coi dạng thể, thì em qua bên tới Trung là em sẽ thấy tất cả đều là dạng thể. Ngay cả những cái tấm bảng ngoài đường đều là dạng thể hết. Còn nếu như em qua Đài Loan thì bắt buộc em phải học phồn thể. Vì em ra ngoài tới cái chỗ nào em nhìn cũng toàn là chữ phồn thể. Trên tất cả những cái bảng treo ngoài đường đều là phồn thể hết. Vì thế em phải xác định em là đi Đài Loan hay đi Trung Quốc. Còn học nói chung là cách nói như nhau, chữ viết khác nhau mà thôi. Băng tiêu, phăng tiêu. Kêu người ta, nì phăng tiêu. Người ta nắm lấy tay mình. Phăng tiêu của tôi sợ. Phăng tiêu wǒ, phăng tiêu wǒ de shǒu, buông tay tôi ra. Ê, phăng tiêu tha, phăng khai tha, đều là buông quấy ra. Dạ, em thấy giảng tẩy di học tại vì chữ nó ít nét. Chữ nó ít nét. Hảo, mê cô viết chữ Hán hả? Xin cảm ơn em. Chào, buổi tối tràn đầy yêu thương, xin chào. Số đầu bài là số gì? Số đầu bài là số gì? Xin chào, nghỉ học lâu quá quên số đầu bài là số gì rồi. Ở bên này bên Đài Loan thì có liên lạc bộ, cái sổ liên lạc á. Các em nhỏ tới trường là phải viết liên lạc bộ. Liên lạc bộ cái cuốn đó là cũng là cái sổ liên lạc giữa phụ huynh và học sinh. Ê, giữa phụ huynh và cô giáo chứ. Cô giáo ghi những gì phụ huynh về coi ở hôm nay trong lớp em sẽ thể hiện như thế nào, em là một người như thế nào trong lớp. Rồi, ba nhìn thấy là ok, ba sẽ ký tên đồng ý là cô ba đã coi rồi. Là giữa học sinh và vừa giữa gia giữa phụ huynh và cô giáo đó có một cái cuốn sổ, đó gọi là sổ liên lạc bộ,
số liên lạc. Liên lộ bộ. Tô Tô, mama mượn ơi Tô Tô. Em thấy mới học nên học giảng thể trước, em rảnh quá. Mới học, nếu như mà em đi đài mà em học giảng thể trước rồi sao? Em qua đài em học lại hả? Trời ơi, thời gian của em còn nhiều không? Ê, nếu như em phải coi nha. Nói chung là học về ngôn ngữ nói thì nó gần như giống nhau, chỉ có chữ viết thôi. Nhưng nếu mà em đi cái đất nước của em đi là đất nước Đài Loan thì em học trước rồi em phải học lại, em nhiều thời gian để học như vậy sao? Em phải xác định mình đi nước nào. Như chị đang ở Đài Loan thì chị không thể học chữ giản thể, nhưng mà chị đã học chữ phồn thể được rồi, ngay cả giản thể hiện tại chị cũng coi được luôn. À, giản thể cũng có thể coi được nha. Giản thể mình chỉ cần nhìn rồi đoán qua. Ví dụ như là em đang coi phim coi những cái phim của Trung Quốc á, thì em sẽ thấy được cái chữ của nó hiện ra và cái cách nói của nó, thì em có thể đoán được à cái chữ này thay qua là như thế này, như vậy thôi. Chứ còn mà ấy ha. Xí dỗ. Dỗ này thường nói về dầu mỡ. Chữ xí dỗ này là chữ gì? Tô ngồi đàng hoàng. Xí dỗ. Ai, bất khởi gì? Đó, đó, đó. Tô mấy cụ. Đâu có chữ xí dỗ đâu em. Đâu có xí dỗ đâu. La tu zi. La tu zi. La xí, la tu zi. Bên Đài Loan thường nói la tu zi. La tu zi. Đi ngoài đi chảy đó. La tu zi. Em thấy học giảng thể trước. Xí dỗ không có nha em nha. Bạn nói ngắn từng ý từng đoạn thôi, không thì tôi quên mất hả? Ni chuyện. Ni chuyện toàn đi tiền. Ví dụ như ni chẳng man đi tiền. Ni chẳng man đi tiền. Chẳng toàn đi tiền. Ý đoạn ý đoạn chẳng cho hò. Chẳng thay khoai vô hơi quăng chì. Ni chẳng man đi tiền. Chẳng toàn đi tiền. Ý chù ý chù tờ chẳng. Chẳng thay khoai vô thêm bộ tổ. Chị em ngày nào cũng nghe chị nói để học. Thế mà em ngu quá, người ta nói với chuyện với người ta nói chuyện ít. Thứ nhất là mình nói chuyện với người ta ít, mình sẽ học rất là chậm. Phải nói chuyện nhiều vô. Không phải mình ngu đâu. Không phải ngu. Em thấy không, trên cái đời này không có nghề nào mà chúng ta mà rất là nhiều nghề trên thế giới này, những cái nghề nào mà ta làm rồi thì ta sẽ trở thành cái sư phụ của cái nghề đó. Bằng cách nào? Bằng cách phải làm nó mỗi ngày và làm nó nhiều năm thì mình mới có thể cảm thấy là mình giỏi về cái nghề đó nhất. Tiếng cũng vậy thôi. Tiếng em cũng phải nói mỗi ngày. Nó giống như học nghề. Em làm học một cái nghề nào em làm việc nó cũng phải 8 tiếng trở lên. Mà em học tiếng Trung có khi nào mà em ngồi học 8 tiếng không? Có khi nào mà em ngồi nói chuyện với người ta 8 tiếng không? Không. Vậy là mình đâu có nói mình ngu được. Cái này là mình chưa có sử dụng đủ. Mình chưa có nói đủ, chưa có làm đủ thì không bao giờ mà như cái học nghề được. Nó không như em đang làm một cái việc trong công ty của em. Em làm nhiều năm rồi em trở thành một người sư phụ trong công ty, một bậc thầy ở trong công ty đó. Tại vì tay nghề của em đã cứng cáp. Và em phải thực hiện nó bao nhiêu? Thậm chí 12 tiếng. Ít nhất cũng 8 tiếng mỗi ngày. Còn em tiếng nói của em có tận dụng tới 8 tiếng mỗi ngày không? Vậy nó đâu phải là ngu. Tại vì chúng ta sử dụng nó không có đủ ha. Đủ rồi tự nhiên nó sẽ có thôi. Đa phần các em được hỏi học sao cho nó nhanh. Em nên nhớ rằng em học một cái nghề may, một cái nghề gì bất cứ, thì em cũng phải thực hiện nó trong suốt 2 năm liền, mỗi ngày cũng phải 8 tiếng thì em mới có thể trở thành một sư phụ, một bậc thầy được. Trước tiên là 2 năm chưa đủ trở thành một bậc thầy đâu, nó chỉ là một bậc thợ trong tương lai thôi. Và trong suốt những cái năm còn lại em còn phải luyện tập và làm nó mỗi ngày để rút ngắn được thời gian, rút nhiều được cái kinh nghiệm của nó thì em mới trở thành một bậc thầy được. Là em biết là em phải học biết bao nhiêu rồi. Ngôn ngữ nó cũng giống vậy đó. Chứ đâu có đơn giản mà chị em học rồi em có thể nhớ liền ngay được đâu. Hảo. Cái gối, cái chăn. Cái gối gọi là trần thổ. Trần thổ. Cái chăn gọi là mẹm bê. Mẹm bê. Gia giường gọi là chuẩn tan. Chuẩn tan. Mẹm bê. Hoặc là bê zi. Bê zi. Trần thổ. Hảo. Tan chinh đây đang thanh đêm.
Mình học hay quên, học nữa nha, học nữa và phải có đối tượng giao tiếp. Vân nói rồi, hãy cố gắng tìm đối tượng giao tiếp. Còn không, mỗi tối mình học như thế này, mình phải nói ra, mình phải đọc ra theo người đó. Ăn cơm gọi là chú phan. Chú phan, ăn cơm. Chú phan, chà bần là tiếng Phúc Kiến. Chà bần. Càng khoai, mau lên, nhanh lên. Càng khoai, lẹ lên, nhanh lên. Càng khoai. Chúc buổi tối vui vẻ. Thi lý bằng để đi làm công ty Việt Nam. Thì học phồn thể hay giảng thể? Làm công ty Việt Nam thi lý bằng, học phồn thể hay giảng thể? Công ty Việt Nam thì công ty Việt Nam giờ cũng đòi phồn thể giảng thể nữa hả? Ông để thi vô đó, ông nào sử dụng, ông nào nghe. Thi lấy bằng để làm công ty Việt Nam thì học phồn thể hay giảng thể vậy chị? Sợ đọc lộn, đọc thêm lần nữa. Khắc định là công ty Việt Nam. Ông chủ là người Việt Nam, vậy họ xin hỏi ông phồn thể, giảng thể, ông làm gì vậy chồng? Cái này chị cũng biết em học tiếng gì nè. Học tiếng Campuchia đi. Chị là con cháu của người Campuchia mà không được chữ nào, biết mỗi chữ cò lon von tè. Dây khoai là gì gì ạ? Dây khoai. Dây khoai là gì gì? Dây khoai lang á hả? Tì qua dê. Tì qua dê. Dây khoai lang. Tì qua dê. Khoai lang á. Cái cọng khoai lang. Cái cọng khoai lang mình xào đó. Tì qua dê. Còn củ khoai lang gọi là tì qua. Tì qua. Muốn vào YouTube học, vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Vào YouTube Hồng Vân Family. Family Cuộc Sống Ở Đài. Đây, qua đó bấm đại một cái video nào. Em muốn học lớp 1 là có danh sách phát lớp 1 cho em. Em muốn học lớp 2 có danh sách phát lớp 2 cho em. Hả? Mình học hay quên đó bạn. Học nữa, học nữa. Và cố gắng nói nhiều vô mới không quên nha. Gọn gàng. Trần chỉ. Trần chỉ. Gọn gàng. Không dạy một một vì chị không thời gian. Chí miên. Hey, chí miên. Ăn mì. Học quên thì chép phạt để nhớ. Đúng rồi, vẫn thấy không có gì bằng chép phạt hết trơn. Hồi đó cô giáo dạy nó không nhớ. Về vét 100 lần nhớ liền. Vừa nhớ vừa hận nó luôn. Hận nó tới già luôn. Hồi đó mà bị chép phạt xong là nhớ. Ngộ vậy đó. Tại vì nó bắt mình hành hạ mình thì mình phải nhớ nó thôi. Khai công huy. Chưa vậy chị. Chị nghe qua chữ khai công huy. Khai công huy. Công huy chưa. Ê, khai cộng huề chưa? Bão lạnh là bão gì? Bão thường gọi là thải phân. Thải phân. Bão gọi là thải phân ha. Cảnh sát gọi là chỉnh xã. Công an gọi là công an. Bên Đài Loan thường dùng chỉnh xã ha. Chỉnh xã. Công ty Trung Quốc ở Việt Nam á chị. Nếu mà công ty Trung Quốc ở Việt Nam thì họ đa phần họ coi giấy tờ là giảng thể thì chúng ta học giảng thể. Nếu như mà công ty ở đó mà có người Đài Loan mở. Bây giờ Đài Loan cũng qua đó mở nhiều lắm. Thì chúng ta ba thần cái giấy tờ của ông coi. Nói thiệt nha, mấy ông chủ người Đài Loan đều coi được tiếng giảng thể, tiếng phồn thể gì ông coi được hết. Cho nên á, là khi mà bên đó thì mình coi, mình coi cần phải coi giấy tờ gì thì mình học cái chữ đó. Mình coi giấy tờ gì mình học chữ đó. Nói chung á, khi mà cái bản giáo, cái bản giấy tờ của bên Đài Loan, bên Trung gì, chỉ cần bấm qua Google là cả hai bản trên dưới, phồn và giảng đều được nhảy ra hết. Dùng Google, cả hai bạn đều có thể nhìn thấy được kết quả của nó hết. Học tiếng Malaysia chắc cười bể bụng. nước nóng gọi là rơ suy. Rơ suy. Công ty điện tử. Điện tử công sư. Điện tử công sư. Giảng toàn thổ phả. Giảng toàn thổ phả. Mình đọc thêm tiếng Việt nó cũng kỳ kỳ ha. Chèn toàn, chèn toàn thổ phạ. Chèn toàn thổ phạ. Chèn toàn thổ phạ. Cắt tóc ngắn. Chèn toàn thổ phạ. Hỗn xù là khoai lang đỏ. Hỗn xù là khoai lang đỏ. Tiểu mẫu. Tiểu mẫu. Tiểu mẫu hả? Rụng lông. Tiểu mẫu. Lần sau tôi dẫn bạn đến nhà ngoại chơi. 下次我带你去外婆家玩。下次我带你去外婆家玩。鳌拜,
ấy, ảo bài, tôi chọn đi kì, vấn hỏa mà, à, vấn hỏa mà, anh tao chân chít thổ, được rồi, dùng chít thổ. Ảo bài, tôi chọn đi kì, vấn hỏa mà, anh tao chít thổ. Ừ, lần sau tôi dẫn bạn đến nhà bà ngoại tôi chơi. Ê, em mê tiếng Trung lắm, học phọt phẹt được vài chữ. Từ phọt phẹt dễ thương quá. À, mấy bàn phạ, không có cách, không có biện pháp. Mấy bàn phạ, chị nói chuyện vui thích quá. Ê, hảo, ai nằm sau kia, con chị, thằng con trai chị. Hai đứa nó đang chơi, chơi điện thoại, nó đợi chị, đợi lúc nào đêm nào nó cũng đợi chị ra ca hết. Em đi làm giấy tờ sang tên xe, người ta nói đó là từ khai công huy. Khai công huy. Tô, cho mẹ mượn ơi. Lôi thôi lượm thượm, thường nói la tha. Ờ, la tha. Loạn. Loạn rào rào. Ờ, loạn rào rào. La tha. Khai công huy 是什么? Công hội chỉ là một trong xin lao công, phát triển xin xã đoàn. Khai công hội, công hội. Công hội thường nói là công đoàn công hội đó. Ừ, tại hai mươi dùng học. Công đoàn công hội gọi là công hội. Khai công hội là mở công đoàn, mở công hội. Ừ. Mở công đoàn, mở công hội. Ni u lai wo. Ni u lai wo, bạn vu khống thôi. Ni u lai wo. Ê, muốn học tiếng Trung hả? Cũng học thôi. Gọn gàng gọi là chỉnh chỉ. Chỉnh chỉ, chị dạy heo hay lắm. Em theo dõi chị đã lâu. Ê. Chào em nha, cảm ơn em nè. Chị chỉ em cách học chữ giản thể, làm cách nào để viết. Giản thể thì em viết theo thôi. Người ta viết mà ít ai ngồi viết từng chữ giống chị mỗi ngày hả? Nói chung là ngồi viết mỗi chữ từng chữ ra. Một cái tiếng Trung nó có bao nhiêu chữ để viết. Không có viết mỗi ngày ra, không có cách nào làm được cái đó hết trơn á. Mà đó mình học lớp 1 là viết thấy bà luôn. Học từ lớp 1 là bắt đầu viết rồi. Lên lớp 2 viết càng nhiều, lớp 3 viết càng nhiều nữa. Viết mà lạng quạng, cô chép phạt 100 lần viết còn nhiều nữa. Ấy viết dữ lắm luôn, học lên tới lớp 12 còn viết nhiều nữa. Đúng không nè? Không có cách nào khác bằng ngồi viết nó ra hết trơn. Học tiếng nước ngoài cũng vậy, nó cũng khó vậy đó. Tại vì chúng ta học ở Việt Nam là hồi nhỏ nó đi theo liệu trình từ lớp nhỏ đến lớp lớn cho nên không thấy mệt. Giờ lớn lên nhảy đang bận yêu đương bắt học tiếng Trung thì nó hơi mệt. Ấy đang chuẩn bị làm gì đó mà tự nhiên bắt học tiếng Trung rồi tự nhiên nó mệt ngang là đúng rồi. Quay mão. Quay mão thường nói lông rùa. Quay mão thường nói cái người này rất là khó tính, rất là khó chịu. Quay mão. Chà vô, chà vô. Chị hay like khung giờ nào? Thứ bảy chủ nhật chị like tối 9 giờ. Thứ ba đến thứ sáu chị like 11 giờ trưa. Và phát ở trên kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Mỗi ngày đều có bài phát hết. Ê, bên kênh Hồng Vân ở ban ngày mà bạn không thể tham gia live được á, tối ở kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài đều có thể thấy được những cái video này nhá. Ê, không thể mang mẫu cho tôi thì tôi không thể xác định được chất lượng độ dày của bịch rác. Hả? Mấy ở tay giang phiền kể ổ. Ồ mấy bằng phải chê tin. Ê, ồ mấy bằng phải chê tin chắc cái tay chữ tờ hô tụ. Ê, 你没有带样品给我，我没办法确定这个袋子的厚度。 好，盖子掉下来，盖子掉，盖子掉下来。 Bởi không có dấu nó ngộ vậy đó. Khi mà học âm bồi cái thanh tư sẽ không có, thì mấy từ tiêu nó lại tiêu. Cái gì là cái nắp. Cái gì. Tiêu là rơi rớt xuống. Tiêu xa lại cũng có nghĩa là rơi rớt xuống. Nắp rơi xuống, rớt xuống. Cái gì. Tiêu xa lại. Trung yào. Đọc theo tiếng Việt là trung yào. Trung yào. Quan trọng. Na chỉnh vân 92 hay 95 à? Yo kan ni de motor che.
你摩托车要92还是95的？不是问我。Hỏi xe Honda của em là nó uống 292 hay 95? Nếu mà nó uống 92 thì đổ 92 cho nó, còn uống 95 thì đổ 95. Hỏi chị uống nước mía, chị đổi nước mía thôi. Chị nên lưu video lại rồi phát cho mọi người học từ mới, chứ không lưu lại phí video quá. Bật nút video hả? Không lưu lại hả? Ê, phát cho mọi người xem từ mới hả? Lưu cái này hả? Lưu cái này thì có. Ừ. Mê tiếng Đài mà không biết chỗ học cô ơi. Trời ơi, người ta dạy mỗi ngày ở đây không chứ? Người ta dạy mỗi ngày, bình thường là dạy viết luôn đó. Thứ bảy chủ nhật tại câu hỏi nhiều cho nên trả lời bằng miệng, chứ bình thường là viết bài học theo sách giáo khoa. Ở bên này thiếu nhi người ta lớp 1, lớp 2 học gì, mình học y chang cái đó. Học bàn chữ cái, viết chữ, học từ A đến Z luôn. Ở đây chị dạy mỗi ngày, em có rảnh học hay không thôi. Nếu như ban đêm em không có thời gian để học á, thì ban ngày, ví dụ ban ngày, bình thường là chỉ viết chữ là 11 giờ trưa, thứ 3 đến thứ 6. Ngày mai được nghỉ, thứ 2 được nghỉ mà. Thứ 3 đến thứ 6 đều ngồi viết chữ hết. Nếu như mà ban ngày em đi làm, ban đêm em mới rảnh thì cứ chạy vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Cái bài hôm nay chị phát là bên ngày buổi tối là nó, thường thường buổi trưa phát mà, buổi tối là bên kia có phát rồi. Khoảng 9 giờ là bên kia đã có phát rồi ha. Cho nên làm bài có học sẵn hết trơn à. Cái đó là phải coi cái sự tích cực của mình. Ừ, hảo. Em thích học tiếng Thái gì lắm chị ạ? Vậy chị cố gắng ra nhiều video. Ừ. Tôi muốn làm việc này. 我想做这个。我想做这个。我想要做这个。哎，我想要做这个。嗯，龟毛。Quấy mão thường nói lông rùa, nói người này rất là khó chịu, khó tính, kỹ tính. Quấy mão. Mua cái này chịu không? Không, không thích cái này đâu. Thôi đi cái này đi. Không, không thích. Lấy cái kia đi. Thôi, không thích đâu. Quấy mão. Lau nhà xong cái, lau nhà mình lau sạch cái ông kia ông vô, ông cà dơ nữa, mình nhìn thấy, mình lấy cái giải mình đi chùi. Cái xong thấy ông đi tới chỗ kia, thấy chùi. Cái người kia nói, 你很龟毛啦, 不用管他啦, 脏了, 就等一下再一次, 一次就给他撸干净就好了, 干嘛一直跟着他, 龟毛, người quá kỹ tính, người quá khó chịu cũng bị nói. Theo bộ, nghe không hiểu, 听不懂的意思. Hảo, 动到胎儿 là động thai đó. Tiếng Trung em thấy dễ học rất nhiều và nó thực tế với cuộc sống mình hơn mấy tiếng khác. Bó tay, đúng vậy á, nó thực tế hơn rất là nhiều và rất dễ học. Xích đu gọi là chiu chien. Hảo, chị ơi, cái từ ai không hiểu, bố tộn. Bố tộn. Nǐ hǎo, wǒ de shǒu mǎ diào le. Wǒ de shǒu mǎ diào le. Wǒ de qiu wèi bǎ bǎ qì a. Wa ai qiu bǎ qì a. Tay của tôi mã tê hết rồi. Wǒ de shǒu mã diào le. Cái máy gọi là phỏng rèn jī. Phỏng rèn jī. Sổ tiết kiệm thường gọi là chuẩn khoản, chuẩn bẩn. Quên rồi. Lâu ngày không cầm sổ tiết kiệm đâu, quên rồi. Chuẩn zhe bù. Hảo, tôi nợ bạn một ly nước. Wǒ qiàn nǐ yī bèi yǐn liào. 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 Ngày mai tôi không đi làm, bạn đi làm thay tôi được không? 明天我没有要去上班，你可以代替我去吗？明天我没有去上班，你可以代替我上班吗？哎，cũng được. Chị đánh vần cái chữ C, chữ, chữ, chữ. Lúc này đọc ngang quá. Chữ, chữ, chữ. Thẳng lưỡi. Chữ nó nằm sau cái răng. Chữ bật cái hơi. Chữ hơi gió ra. Chữ. Hả? Chữ này giống như chữ y quạch ngược. Chi, chờ y, đọc thẳng lưỡi. Chi, 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 công chi, gà trống.
公鸡，公鸡说下次，次个的次，下次冷烧，còn cái chữ z z thẳng lưỡi lưỡi thẳng đó z z chào an chào an còn ch ch bên trong uống lưỡi cái nên mô hình miệng nó tròn uống rồi ch à vậy quên đúng đúng miếng nó văng lắm á thật chất nó văng ra thiệt chữ c và ch nó văng ra tại vì cái hơi nó rá là mạnh hảo ch ch chỉ những cách đó có thể biểu hiện cho mọi người nghe đọc được và hiểu cách làm uống lưỡi thôi à, quan trọng với cái phần lưỡi. Bạn thấy người Trung nói chuyện cái răng của họ, cái miệng khuôn miệng của họ mở ra không nhiều, mở nhiều quá không kịp kéo lại thì họ nói quá nhanh và quá nhiều. Thứ hai nữa là họ cái lưỡi bên trong họ sẽ uống theo cái lời cái họ lời mà họ muốn nói. Này, chưa phải là mày, đi chưa là mà, đi chưa phải là mà, xe sư hãy yêu chưa mà, công chi chạy chào là, chào anh à, này thì lúc này hỏi cái khuôn hình miệng của họ sẽ không nói ra nhiều mà cái lưỡi của họ sẽ cuốn nhiều. Chị ra video tiếng Thái gì nha. Ok, đã khi bỏ thời gian vì các em khi cảm ơn chị đã bỏ ra nhiều thời gian vì các em hả, cố lên chị, cố gắng, mọi người cũng phải cố gắng nha. Ê, và chịu khó coi coi video, nhớ thả tim và chia sẻ giúp chị nha, để cho chị có động lực ra nhiều video mới nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhìn thấy tim của mọi người thả là đầy động lực phát sinh ra đó. Em biết là mỗi ngày like 2 ngày, mỗi ngày like 2 lần nè, cố gắng ra video. Chỉ nhìn thấy cái quả tim của mọi người bổ cho quả tim, xẻ cho quả tim là cảm thấy vui mừng vô cùng rồi. Cảm như là không thấy cô đơn, không phải ngồi một mình. Ai. Cho nên coi những cái video nào mà coi ở đâu cũng vậy, coi mà thấy rồi nhớ thả tim cho Vân là được rồi. Cảm ơn rất nhiều. Em làm nhiều video về trò chơi các khu du lịch đi em. Ví dụ như tàu lượn, đu quay, thuyền vịt, mấy cái này không làm tới đúng không? Tưởng mọi người cần trong công việc thôi. Rồi mấy cái đó để em rảnh, ngày mai em làm ra, phải soạn từ vựng nó chứ đâu phải có liền đâu, có phải quay liền được. Phải soạn từ vựng ra nè, rồi bắt đầu mới bật máy quay, rồi bắt đầu mới đăng chữ, kéo hình lên, rồi này kia. Để em ấy ấy. Hả, nói lại giùm em. Ủa, nói câu nào? Nghe chị phát âm hay quá hả? Nói là câu nào vậy? Chị nói quá trời, chị không biết nói câu nào với em đây. Ghi lại giùm chị đi. Nói chậm thôi, nói lại giùm em, nó ghi lại cho chị mới biết được. Hả? Chị dạy nói cho người đi làm không? Chị dạy theo cái cách này là học trong sách mà em học được cả một bài như thế mà em thuộc, mà em có thể hiểu được cách dùng á, thì cái giao tiếp nó không là gì cả. Nó, cái cuốn sách này nó vượt quá giao tiếp luôn. Trong khi mà chị viết cả một đoạn văn ra như thế và giải ra từng chữ như thế mà em học được rồi, nó giao tiếp nó không là cái gì hết. Nó giao tiếp chỉ làm những cái cơ bản mà thôi. Cái này nó vượt quá cái mức cơ bản đó luôn đó. Ê, sắp hè rồi, giúp tôi lắp điều hòa. Khoai... 暑假了，帮我装冷气。快暑假了，帮我装冷气。嗯，快暑假了， sắp đến hè rồi. 帮我装冷气, giúp tôi lắp đặt điều hòa đó. Đang học tiếng Trung đơn giản thôi. Đang học tiếng Trung đơn giản cũng được. Không đơn giản thì nó càng nó có nhiều cái. Của Vân là thường là đi sâu vào vấn đề luôn ha. Nó có nhiều cái đi sâu vào vấn đề luôn. Cái từ quay, nói lại cái từ rơi với cái từ quay. Rơi, tiêu xa lại. Tiêu xa lại là rơi xuống rồi. Còn quay gì nè? Quay, quay nãy hả? Chọn chân chân à? Ê, máy may, phỏng rần chi. Phỏng rần chi. Hoàn tất, hoàn thành, rồi dùng cái từ hoàn thành. Hoàn thành. Em yêu chị. Chào em nha. Sổ tiết kiệm thường gọi là chuẩn trợ. Chuẩn trợ bệnh. Chuẩn trợ cũng được. Lão sư, nì chân tờ hẳn băng, hẳn băng. Của tờ sổ chí hẳn đô lão sư tờ. Mấy chào qua tờ. Cần nì tì y lão sư. Cảm ơn, xin cảm ơn. Cố lên nha. Chị Vân, xin chào. Ê, dạo này thấy mập, sao không mập được? Chị ăn rồi chị ngồi ở đây không? Chị ngồi ở đây suốt cả ngày. Sáng á, là đưa con đi học về là lo việc nhà việc cửa xong bắt đầu chị ngồi rồi, chị soạn từ vựng ra. Rồi bắt đầu 11 giờ soạn từ vựng để đó, dọn soạn từ vựng các em biết là chị soạn nhiều lúc ngồi cả 2 tiếng đồng hồ để soạn mấy cái video từ vựng. Xong rồi á hả, ăn xong là ngồi liền, đâu có thời gian đi đâu, giờ này không đi đâu đi đó nè, không đi tập thể dục luôn. Ăn xong rồi ngồi, bắt đầu là 11 giờ chị bật máy quay, bắt đầu quay phát trực tiếp buổi trưa. Buổi trưa quay xong rồi 1-2 giờ xuống mà đói bụng đi ăn cơm cái đã. Ăn cơm cái chạy về bắt đầu bật máy quay những cái video ngắn.
mới có những video ngắn phát lên chứ đâu ra mà nó sẵn vậy. Đó, rồi chiều 4 giờ đi rước con. 4 giờ đi rước con xong chạy về lo cơm nước cho con ăn uống rồi cho nó tắm rửa rồi bắt đầu việc học của mình 7 giờ đến 9 giờ. 9 giờ về bật máy quay lên tiếp tục like 9 giờ đến 11 giờ. Em coi chị còn thời gian nào mà tập thể dục nữa không? Biểu chị không mập ra, ăn không nhiều mà chị không tập thể dục là chị em cũng biết là ngồi riết mà cái bụng nó cũng thành khúc, hai khúc, ba khúc, bốn khúc. Người ta là sáu múi, chị cũng có sáu múi đàng hoàng. Chị múi nào múi nấy chắc nịch tròn do luôn chứ vô. Người ta múi của người ta nó làm sao chứ chị coi múi này chấp múi kia chấp múi nọ. Chị cũng sáu múi đó. Không mà dạo này thấy có một múi bự chà bá. Chị quê ở đâu? Chị quê ở Định Quán Đồng Nai nha. Ừ, ở Định Quán Đồng Nai. Cứ hỏi chị ở Định Quán Đồng Nai, chị là người Hoa hả? Nó thấy chị nói tiếng Trung. Chị ơi, chị người đừng người Hoa hả? Không, chị người Việt chính gốc á. Đó giờ là đi học chung với người Hoa thiệt. Bạn xung quanh là người Hoa không à. Ở sát nhà cũng có cái việc trường dân lập Việt Hoa nữa. Mà đâu có tiền vô đó đâu. Hồi đó Định cấp sách vô đó, cái ba nói thôi mày, mày đừng vô chổng mày. Tao suốt ngày tao chạy xe Honda ôm, mày vô chổng tao cũng không biết chạy cái gì cho đủ tiền cho mày đi học nữa. Cho nên ba cũng không cho vô đó. Trời, vô dân lập Việt Hoa đâu phải dễ. Dân lập Việt Hoa mở ra để dành cho người Hoa, người Việt cũng vô học được nữa. Nhưng mà đóng tiền dữ lắm luôn. Cho nên Vân chỉ học trường Trần Quốc Toản và Chu Văn An với lại trường Lý Thường Kiệt thôi à. Ừ, hảo. Tăng không chi. Tăng không chi. Nì báo à, tăng không chi à. Anh coi tôi như là không khí hả? Ấy, anh coi tôi như là không khí gì đó. Nì báo à, tăng không chi à. Ừ. Hảo, nói lại giùm em phải biết lại câu nói đó. Chứ nãy giờ chị nói nhiều, chị cũng không biết nói câu gì nữa. Chị quên á. Ừ. Chị có thông tin về lịch quét không chị? Nãy chị nghe mấy người nói ngày mai, ngày mốt, ngày kia đó. Nếu mà nói ngày mai, ngày mốt, ngày kia mà chắc chắn rồi á. Ba ngày này nghỉ ở nhà. Ở nhà ta nấu cơm, ta ăn, ta chơi vui thôi. Qua ba ngày này xong mình đi làm lại bình thường. Nó chắc ăn hơn. Lỡ đi đường về, nếu mà nói ở ngoài đường thì tốt nhất là ở nhà. Ừ. Ha. Chị cũng không có nghe cái này nữa. Mà hôm qua cái chuyện mà hôm qua mà các bạn thấy cái xe ở Đài Bắc này nè, ở đâu Đào Viên này thôi, nên là xe công an chạy rần rần ngoài đường mà có cái này luôn á, là có một anh công an bị thương đó. Thì cái đó không phải là truy quét người Việt Nam mình đâu, đó là chuyện của người Đài Loan, không liên quan gì chúng ta. Chúng ta cũng không đến gần, họ có móc cái này ra luôn mà, cho nên là không nên đến gần. Và thấy thì đi chỗ khác chơi, đừng có đứng đó chặn đường, đừng có làm ảnh hưởng tới việc người ta làm việc. Mình càng đi xa ra tốt nhất. Cái đó là chuyện của người Đài Loan, không có liên quan gì tới mình ha. Cái đó là ở Đào Viên cái chuyện đó, mà sáng nay Vân cũng ấy, Vân cũng coi trong của anh xã Vân này, cũng Vân cũng biết là cái đó không phải là chuyện của mình. Ai đâu đâu, ngoài ngoài những cái chuyện đó, những ngoài chuyện ấy của mình ra, còn chuyện quốc gia của họ cũng rất là nhiều việc mà, đâu phải có việc của mình không đâu. Đâu phải là mình thấy những cái chuyện đó là điều ấy chúng ta đâu, không phải như vậy. Cho nên nếu mà khẳng định là ba ngày này có cái lịch đó thì chị nghĩ mình ở nhà. Làm cả năm nay mệt rồi, coi như nghỉ 3 ngày Tết, nhà nấu ăn cho nó qua 3 ngày Tết này đi rồi đi làm tiếp cho nó khỏe. Ừ. Hảo. Tiếp theo. Kẹp điện thoại lại. Kẹp điện thoại là kẹp làm sao? Kẹp nó lại hả? Chả dụ. Bà đã sổ chi chả dụ. Kẹp lại hả? Kẹp vô nách hả? Dùng chả dụ. Ừ. Xiang xiang zi. Xiang zi hay là xiang zi? Xiao xiang zi là một cái hẻm, một cái ngõ. Còn xiang zi là cái thùng giấy, nó khác nhau nha. Trời nắng là chú thái dạng là chú thái dạng là chú thái dạng là chú đi thảo à, chú đi thảo à. Hè đến rồi giúp tôi lắp điều hòa. Sù gia là xia thiên là, thường nói xia thiên là băng wo zhuang leng qi. Ấy, 夏天了, 帮我装冷气. 我做缝纫的. 我做缝纫的. Tôi làm nghề may đó. 集中. 集中 là tập trung. Mất trật tự trong công việc. 做事的时候. Ấy, 很吵. 不认真. 不认真, không có认真. 不认真. 不认真. 做事 不认真. Làm việc không có nghiêm túc lắm đó. Ký hợp đồng, 签合约. Chiên hợp duyệt. Ừ. Ồ, rồi gì nữa?
Em thấy tiếng Trung dễ học hơn tiếng Anh hả? Chị cũng thấy vậy đó. Tại vì chị chưa học được tiếng Anh cho nên chị thấy tiếng Trung nó dễ hơn tiếng Anh. Khám sức khỏe gọi là thí检. Thí检. 你目前居住在台湾还是居住在中国大陆? 我在台湾. 我在台湾. Ni hao. Viết mực. Viết mực thường gọi là gì? Căng bị. À, những cái loại bút mà bút viết mực rồi đó. Bút bi này nè, nếu như bút bi này yuán chỉ bị. Yuán chỉ bị. Còn cái loại bút mà bơm mực lên cái đó gọi là căng bị. Ai, căng bị. Tiếng Trung làm công nhân nói tiếng Trung vẫn vui và thực tế, đúng như đi ngồi. Bây giờ ở Việt Nam mình nó cần tiếng Trung dữ lắm luôn á. Đi làm thiên dịch cũng ngon nữa. Cố gắng học đi. Hey, người Đài người Trung gì họ coi chữ tiếng phụng tiếng giảng thì coi được hết, có mình coi không được, chứ người Đài người Trung gì coi tiếng phụng tiếng giảng gì coi ok hết trơn trời á. Tại vì người Đài họ cũng coi phim của tôi người Trung, mà người Trung cũng coi phim của người Đài, mà cái bản phiên dịch chữ ở dưới nó cũng viết ra rõ ràng. Nói chung là họ coi được hết trơn, có mình coi không được thôi à. Ê, mình học dạng thể rồi mình coi không được phụng thể, mình học phụng thể không coi được dạng thể, chứ họ coi được cả hết á. Người Đài cũng coi được hết tiếng ấy, còn người Trung cũng coi được hết trơn á. Người Đài họ đâu coi được giảng thể được hết nha. Ừ, chỉ có mình không thể hiểu thôi. Nhưng mà thật chất mình học xong rồi cái mình đổi qua tiếng phổ giảng thể bằng cách coi mấy bộ phim là tự nhiên ra hết trơn trời à. Ừ. Xin chào. Ê, nguyên liệu, nguyên liệu. Nguyên liệu, nói về nguyên liệu nha. Thái Duy đọc cách chữ như thế nào à? Sách Thái Duy đọc cách chữ như thế nào? Ở bên dưới nó có cái phiên âm, cái chữ phiên âm viết bằng giống như tiếng Việt vậy đó, viết bằng phiên âm Latin á, phiên âm quốc tế, cho nên bên dưới nó có những cái chữ y chang tiếng Việt luôn, mình đọc là từ từ nó hiểu à, nhưng mà ít nhiều mình cũng phải biết cách đọc một ít mới có thể làm được nha. Chị không dạy riêng một, chưa đang chia sẻ bên kia không biết sao mà thoát mất ra ngoài không được like nữa cô giáo ơi. Trưa nay chia sẻ bên kia mà không biết sao mà thoát mất ra ngoài không vào like được nữa hả? Không biết sao nữa. Sao nó bắt đầu nhảy ra vậy đó hả? Chị cũng không biết lý do tại sao nữa. Rồi em có vào lại coi lại không? Rồi sau chị có đăng lên em vào lại coi lại cũng được. Mình thiên là ngày mai. Mình thiên. Mình thiên, ngày mai. Em phát âm không chuẩn, chị nhận dạy riêng không? Chị không dạy riêng nè. Tại vì em biết là thời gian nãy chị nói rồi đó, thời gian hầu như là chị dùng hết luôn rồi, không có thời gian để dạy riêng nữa. Ai, chị có dạy trên trực tiếp nè, video bên YouTube nè, rồi cộng với fanpage dạy lớp 1 nè. Em có thể học những cái kênh này. Ê, nếu mà em muốn học từ là lớp 1 mà muốn coi trực tiếp á, thì chỉ cần là cái ngoài cái giờ trực tiếp ra, em phải coi những cái video phiên bản chữ cái khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Em rảnh là em bỏ một ngày, bỏ một tiếng đồng hồ ra để học bạn chữ cái. Rồi tham gia live trực tiếp lớp 1 với chị. Hiện tại đang lớp 1 kỳ 2 rồi. Tham gia live trực tiếp luôn. Chỉ cần em chịu khó bỏ một tiếng thời gian ra học bạn chữ cái, rồi kèm với tham gia live trực tiếp của chị, là chị có thể kèm cho em đi lên được luôn. Chị vẫn có thể kèm cho em đi lên được luôn. Nhưng mà phải học trên trực tiếp. Tại vì chị không còn thời gian nữa. Chị ngoài dạy học cho các em ra, chị còn phải coi hai đứa nhỏ nhà chị nữa. Cho nên là chị chỉ có thể giúp cho mọi người được như thế thôi. Một ngày là chị đã like 2 kênh rồi ha. Và chị thực hiện trên 3 kênh YouTube nè, fanpage nè, Facebook fanpage chị đều có hết. Rồi bên này, tất cả là cái kênh của chị là đều là miễn phí hết ha. Có thể gõ Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài, còn không thì gõ cái chữ này. Gõ cái chữ này, Xiao Yuan Sử Thẩn. Xiao Yuan Sử Thẩn, Tiểu Vân Thực Đường. Gõ ra thì sẽ thấy đâu thôi. Hảo. Ê, bị gió thổi rơi xuống nước rồi. Bị phong chơi. Ê, chơi tàu suối lì lờ. Bị phong chơi tàu suối lì lờ. Bị phong chơi tàu suối lì lờ. Ê, găng tay bị rách. Wo de shou tao po diao le. Ê, wai xiu lan po ki a. Wo de shou tao po diao le. Găng tay của tôi bị rách rồi. Ông chủ nghĩ nhiều rồi. Lão bản, ní xiang thái tuo lờ. Lão bản, ní xiang thái tuo lờ. Thảo kê, ní xiu xò chê ya la. Thảo kê, ní xiu xiu chê ya. Piao liang, hey, ní hào. Chị học trước quên sau, em ơi, chán quá hả? Cố gắng học nữa đi ạ. Cố gắng học nữa đi, rồi sẽ biết từ từ ha. Đánh vần cái từ miễn và miễn. Thường nói ngày mai sẽ là miễn thiên. Miễn thiên, mà yên à yên sẽ đọc từ cổ họng.
Miễn thiên. Miễn thiên, nì yào chư mà. Ngày mai bạn có đi không? Miễn thiên. Mà còn in là in thì phải đọc bằng đầu lưỡi. Miễn, miễn, miễn. Này là miễn. Miễn thiên. Chủ phòng nói rất chuẩn tiếng Trung, xin cảm ơn. Tôi vẫn dọn dẹp nhà hàng. Ờ, thường nói là chuẩn đi chăn thiên. Tôi tại chăn thiên chuẩn đi. Tôi tại chăn thiên chua phục vụ sinh. Tôi ở nhà hàng làm phục vụ sinh cũng được. Thẻ cư trú bậc trung, trung tầng, chỉ số trận. Có thẻ cư trú bậc trung nói sao ạ? Dù trung tầng chỉ số trận. Dù trung tầng chỉ số trận. Sam bu, sam bu, phải không? Sam bu là đi, đi tản bộ, đi dạo. Wo qu sam bu. Ê, khử trùng thường nói xa chun. Xa chun. Ê, nì yào xa chun ma? Nì yào xiao tủ ma? Đều được hết. Nì yào xiao tủ ma? Bạn có khử trùng không? Ê, ông chủ nghĩ nhiều rồi, nãy nói rồi. Lão bà ní sẵn thay tua lợ. Ờ, viết mực hay viết chì, nì yào yuán zi bì hay sư chén bì? Nì yào yuán zi bì là bạn muốn bút bi hay là bút chì? Nì yào yuán zi bì hay sư chén bì? Ê, chị không ra ghi ra, đọc là đoán không ra được luôn. Thì bởi vì chị nói việc ghi ra rất là quan trọng. Nhưng mà có nhiều người á, như là thứ bảy chủ nhật có nhiều bạn họ lại không muốn ghi ra. Họ thì chỉ muốn nghe những cái câu nói này như thầy này thôi. Cho nên là thường thứ bảy chủ nhật chị phải ngồi đây chị nói như thế này. Chứ bình thường là chị học viết, học viết ra chị mới nói là học viết ra các em mới có bài xem lại thì các em mới nhớ được. Chứ còn ngồi đọc ra thì, nhưng mà các bạn mà đang nghe mỗi ngày á, các bạn đi làm á, thường thường là ngồi đây là đa phần là các bạn đang đi làm lao động ở bên này. Mỗi ngày họ chỉ được nghe thôi. Họ được nghe và đoán cái nghĩa của nó thôi. Mỗi ngày các bạn ấy cũng cố gắng ngồi nghe chứ các bạn ấy không có thời gian để viết ra, cũng không thể nói được ha. Tại vì đa phần các bạn ấy đều nghe, thì mỗi ngày đi ra ngoài nghe ông chủ nói này nghe nói kia. Thì bây giờ ngồi đây cũng nghe nói vậy thì ít ra cũng có một ít khái niệm về những cái câu nói dịch ra tiếng Việt như thế. Đối với đôi khi nó lại giúp ích cho chắc những cái bạn lao động bên này. Hảo. Anh không có là mình. Anh không có là mình là sao em ơi? Ấy, bị phong trôi vào suối lì là. Bị phong trôi vào suối lì là. Chị không phải là người Hoa nha. Ấy, chị là người Việt đó. Sư in là thích nghi. Sư in. Hãy mê sư in, chưa có thích nghi. Tối qua cổ nói hai đứa bạn là... Hai đứa là bạn thân. Nói sao mà em quên mất rồi. Liên có định sự... hai đứa bạn gái và bạn thân á, gọi là quay mi. Hai đứa con gái mà bạn thân với nhau nhất, ta gọi là quay mi. Wo men shi quay mi. Con gái nhà Vân thường chạy về nói, mà má, wo you quay mi nè. Mẹ ơi, con có người con gái bạn thân lắm rồi. Con có một người bạn thân rồi. Mà bạn này là bạn gái mới được nha. Mà má, wo you quay mi nè. Ê, nó dễ, nó nói với Vân, mẹ ơi, con có bạn thân rồi, là bạn gái đó. Biệt tăng ý. Biệt tăng ý là gì chị? Biệt tăng. Biệt tăng à? Biệt tăng là cơm hộp. Biệt tăng. Biệt tăng. Biệt tăng là việc gì? Biệt tăng là cơm hộp. Còn tăng pin là đi lính. Hả, chị ơi, đem gốc hoa anh đào về Việt Nam được không nhỉ? Chị không biết bây giờ qua hải quan có được không. Bây giờ chị nghe nói gắt dữ lắm. Mọi người hãy cẩn thận những cái việc đem ba cái đồ về Việt Nam đi tới đi lui nha. Bây giờ này chị nghe nói là căng dữ lắm luôn. Rồi thịt cá gì mang đi cũng không được. Cắt khô cá gì mang qua cũng không có được. Cho nên mọi người phải cẩn thận hơn trong cái việc này. Vì lại chị cũng ít về cho nên ba cái việc này chị cũng không có rõ. Khi mà em mua bốc vé máy bay rồi em có quyền hỏi những người bán vé máy bay. Vì những người bán vé máy bay họ rất hiểu về những cái luật này. Em phải hỏi họ cho tốt nhất. Hảo. Ê... Sao? Lão bạn chứ nữ hải xa. Chứ nữ hải xa là chứ gì? Hảo. Lão bạn chứ nữ hải xa. Tắm khuya sẽ bị đột quỵ á hả? Bù yào thai wàn xí zào. Thai wàn xí zào bù hảo. Ê, thường là bên này người ta không ấy đâu. Thường nói là bù yào thai wàn xí zào. Thái hoàn xí chào tôi sinh thị bù hở. Tắm khuya quá đối không tốt cho sức khỏe. Từ rảnh đó là nhiên nha. Ê, phân biệt mấy từ rảnh đi. Từ rảnh đó là nhiên. Của rảnh, quả nhiên. Tự rảnh, tự nhiên. Thản rảnh, thản nhiên.
tự nhiên, tự nhiên, chưa rảnh nói rồi mà. Bởi nói không viết ra sách là ngồi đọc hoài, đọc tới đọc lui cái chữ đó đọc hoài luôn. Bởi bị liệu nữa. Ban ngày học mấy giờ đến mấy giờ? Ban ngày thứ ba đến thứ sáu học lúc 11 giờ trưa. Tới 1 rưỡi. Ừ. Ê, có thể dạy phiên âm không? Bản phiên âm có dạy hết à. Trong lớp 1 Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài, 140 mấy video, video nào cũng có bạn chữ cái, và bao gồm học theo sách giáo khoa luôn. Bên Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài và YouTube nha. Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài, 100 mấy chục video, video nào cũng có bạn chữ cái. Video dài đến nỗi 3 tiếng mấy à, và bạn chữ cái 1 tiếng đồng hồ. Xong đó viết bài, viết chợ, đoạn văn đó ra. Viết cả một đoạn văn, một cuốn sách như thế này mà học từ từ là Vân viết hết luôn đó. Chúng ta học trong vòng mấy tháng là hết một cuốn sách như thế này luôn, viết hết luôn. Hả? Em học 6 tháng rồi, giao tiếp còn kém. Tại vì chưa giao tiếp nhiều, phải cố gắng giao tiếp nhiều vô nha. Ruan si xuyến, tiếng Trung. Ruan si xuyến. Ruan si xuyến. Mình tiên, ngày mai gặp lại. Mình tiên jian. Chị Hai dạy lớp thứ 3 đến thứ 6, chị dạy lớp 11 giờ trưa. Thứ 7 chủ nhật chị dạy tối như thế này, 9 giờ. Hoàn Trư Ly. Hoàn Trư Ly là đổi lịch. Hoàn Trư Ly. R là cái chữ R. R Ly. Ly là Y. Ly. Đọc 11 nghìn 99 ngàn đi. Hả? Chị đọc số tiền 11 ngàn. Y chien. 11 ngàn. Y wan y. Y wan y. 99 ngàn. 99. Y wan y. Sáng live stream tới giờ, đến giờ mấy giờ sáng? Sáng thường bên này, nếu mà bên này là 11 giờ sáng tới 1 rưỡi, cỡ đó. Chị nói chuyện dẻo quá, cảm ơn em nha. Đồ vật gì đó bị xước rồi, cái gì đó bị vỡ rồi, ví dụ cái chén bị vỡ rồi. Hoàn pô lờ, hoàn pô tiêu lờ, hoặc là bây zi pô tiêu lờ, ly bị vỡ rồi. Còn cái gì đó bị xước rồi, bây quá sáng lờ, ví dụ điện thoại của tôi có vết cào xước rồi. Xe của tôi có vết cào xước rồi, có vết chảy xước rồi. Ê, hoặc cái gì đó rớt bể cái ly. Bể rồi. Điện thoại của tôi bể rồi. Dùng cái từ pi của tiếng Anh chứ không phải là từ vỡ nha. Vỡ là cái răng như này, vỡ. Còn cái này là pi, pô lờ. Pô lờ. Ê. Hảo. Ông chủ thấy nói là thảo kê. Ông chủ gọi là thảo kê. Thảo kê. Thảo kê. Ê, thảo kê chả ba bồi. Ông chủ, ông ăn no chưa? Ê, thảo kê đi chả ba bồi. Chính chế là đi dọn dẹp. Chỗ chính chế công. Tôi làm nghề dọn dẹp đó. Tôi làm nghề quét dọn. Trung tầng kỹ sư chứng. Trung tầng kỹ sư chứng. Hảo. Làm khoán gọi là bao công tác. Bao công tác. Cái xe rùa là xe gì? Cái xe rùa là cái xe một bánh hả? Cái xe một bánh mà đẩy, dùng cái tay để đẩy, mà một bánh để hàng trên đẩy hả? Cái đó gọi là biên cô sơ. Biên cô sơ. Lấy chồng Đài Loan, chúng đúng rồi, chị lấy chồng Đài Loan 20 năm rồi. Làm sao biết tiếng Trung viết nhanh chị? Viết mỗi chữ mỗi ngày ra. Mỗi ngày viết một bài văn theo chị ra. Viết 3 tháng sau là viết nhanh à. Trong vòng 3 tháng sau là nhanh thôi. 我是学妹,是越南人, 来台湾上学,是啊,你好,你好. Ê, đem Honda Việt Nam mình sang được không? Không được. Không được, chị chưa thấy ai đem qua hết trơn. Ờ, trơn 3 tiền, 3 tiền trơn. 3 tiền trơn. 3 tiền trơn. Nha, Minh Chiến. Minh Chiến, 3 tiền trơn. Hảo, người trọng tình. Trung chính tờ rỉnh. Trung chính tờ rỉnh. Chào Hà Giang. Mày không rộng lượng với tao. Nì tôi wò bù ta phong. Nì tôi wò bù ta phong. Bù ta phong. Bù ta phong. Nì bù thông. Anh không hiểu ý tôi. Nì bù liao chế wò de ý sư. Nì bù tổng wò de ý sư. Nì bù tổng wò de ý sư. Xích đu gọi là chô chien. Chô chien, dùng cái chữ thu thiên á.
秋千。秋千 Let's do 呢秋千千千千千千 Let's do tưới cây là 浇 ví dụ như tưới hoa 浇花浇花còn tưới tưới bất cái cứ gì tại đó mình cầm cái ống nước lên bắt đầu mình nói 你在干嘛我在浇水tôi đang tưới nước 我在帮树浇水tôi đang giúp cây tưới nước 我在帮树浇水我在浇花容忍là nhẫn nhịn một ai đó nhẫn nhịn một ai đó 塞掉塞掉塞掉了塞掉了塞住了塞掉了thường nói塞住了là nghẹt rồiCái ống nào đó bị nghẹt, say chu là nghẹt mất tiêu rồi. Hảo, giáo sợi là tưới nước nha. Giáo sợi. Chồng yêu thấy gì? Chín ai đà lão công. Chín ai đà lão công. Nói cái ổng nghe ổng nhột, vợ chồng chị. Hiểu không? Chị mà nói câu này. Rồi, có chuyện gì nữa đây? Có vụ gì nói? Cần gì nói? Muốn nói gì nói lẹ. Không quen.Nhà chồng chị không như là không có vụ đó hay là tại chị không có ngọt phát triển chứng chỉ giấy chứng chỉ giấy chứng minh thì gọi là thân phận chứng muốn đi học thì ở đâu nếu như mà em muốn học em là dâu đài muốn vào trường thì vào trường tiểu học gần nhà em nhất để đăng ký còn nếu như là em muốn học với chị thì chỉ cần học với chị thôi thứ ba đến thứ sáu là sẽ viết bài bên này học lớp 2 kỳ 2Nếu em muốn học lớp 1, chị cũng có bài ở bên kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. Em qua đó bấm chữ em muốn học lớp 1, chị cho em cái danh phát lớp 1 và học miễn phí. Còn em muốn tham gia live trực tiếp mà học trên trực tiếp lớp 1 luôn, mà lớp 1 là kỳ 2 rồi á, thì em có thể qua bên kênh fanpage gõ cái chữ Sào Nguyễn Sĩ Thẳng giống như thế này là tối 9 giờ đến 11 giờ bên kênh fanpage em có thể học được trực tiếp. Nhưng mà học bên fanpage thì với một điều kiện chị hy vọng em có thể học thêm bạn chữ cái nữa.Bạn chữ cái chỉ có ghim ở bên trên kênh đó thì em có thể học vừa kết hợp bạn chữ cái vừa với cái bạn trực tiếp của chị có thể giúp em đi lên được không bạn học bạn chữ cái là học thua đó chị sẽ không giúp được nhiều cho em đâu học bạn chữ cái vẫn quan trọng hơn 2010年到2013年我在台湾上学是啊你有在你又过来读大学好啊好久不见Anh muốn về Việt Nam cùng tôi không? 你想跟我回去越南吗? 你想跟我回去越南玩吗? Anh muốn đi về Việt Nam chơi với cùng tôi không đó? 你想和我回去越南玩吗? Tôi muốn thuê phòng ở luôn không? 我想住套房 phòng nhỏ thôi, bên này phòng to trả tiền dữ lắmphòng nhỏ một cái phòng mà gọi là phòng bên trong có toilet có nhà vệ sinh là có một cái bếp nhỏ nhỏ một cái bàn nhỏ nhỏ một cái giường cái đó là 我想住套房我想住套房tôi muốn thuê phòng nhén nhén spa xin chào lâu quá không gặp thay khoa trang là quá phô trương rồi nhỉ thay khoa trang là ai mà đi chợ mua gì một đống một đùm gì mình nhìn thấyWow, nhìn thay khoa trang lộ. Anh quá phô trương rồi đó, anh mua nhiều dữ lắm rồi đó. Hảo. Vậy anh like trực tiếp luôn. Rỗng rịnh. Wo bu xiang zai rỗng rịnh nữa. Tôi không muốn nhịn nữa. Tôi không muốn bao dung người khác và đi nhịn người khác nữa. Wo bu xiang zai rỗng rịnh nữa. Em muốn học lớp 1 chữ này để YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài mới có bài nhận được nha. Mới nhận được bài học.Qua YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài để bên đó em muốn học lớp 1 mới nhận được bài thôi. Bên này chị không cho đường link được. Bị làm bị lỗ là sao? Đi làm ăn thấy bệnh à? 你去做生意赔本了吗? Đi làm ăn buôn bán bị lỗ rồi sao? 去做生意赔本了是吗? 应该có lẽ nên phải. 这是我应该做的. Đây là điều tôi phải làm.Ai khen mình, ôi giỏi quá, ni hào băng ồ, ni hào li hai ồ. Bù, chứ sư wǒ yīng gài zuò de. Đây là điều tôi nên làm, đây là điều tôi phải làm khi chúng ta khách sáo, không nhận cái lợi ích gì mình. Không nói, cũng như người ta khen có bắt đầu nở mũi không, mình rụt lại. Bù, chứ sư wǒ yīng gài zuò de. Đây là điều tôi nên làm. 今天要加班吗?
应该吧，哎，cái này là chưa chắc, 应该吧，ờ, cái này là chưa chắc cho nên dùng từ 应该, có lẽ là như vậy đó, ê, có lẽ là như vậy, chắc là như vậy đó, đó là đoán, suy đoán, ờ, khi mà nói, ai nói làm cái việc gì đó, phải không, mình đoán, ờ, có lẽ là như thế đó, 应该吧, ờ, có cái từ 大概, 大概là đại khái, 大概要几点到, ê, đại khái là bao nhiêu, mấy giờ tới đó, 大概几点, đại khái mấy giờ, à, 大概, ừ.Muốn học thì bắt đầu từ bên YouTube lớp 1. Bắt đầu từ lớp 1. Hiện tại bên này đang live lớp 2 kỳ 2 rồi. Qua lớp 1 Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Ừ. Chính liang của chính liang. Ông chủ nói chắc cơ này khởi băng của cản mà. Ờ, yào, chơi phi hùa yào, cần khoai chu chứ. Nì khởi băng của cản mà. Lúc này mình nói, ờ, tôi cố gắng hết sức mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Của chính liang. Tận hết cái sức lực của mình đi làm một cái việc đó. Gọi là chính liang. Ha.Nghe nói mai kiểm tra hành chính giờ 3 ngày này. Nếu mà đã chắc chắn kiểm tra hành chính 3 ngày này thì những cái anh em bờ hờ phờ chúng ta ở nhà được. 3 ngày không kiếm để kiếm 10 năm 10 năm đi 3 ngày không kiếm để kiếm 10 năm. Nói chung là nó không chắc chắn đi ra đường cũng được ấy lắm không. Sợ lúc mà đi làm về rồi này kia. Người ta nghĩ 3 ngày không sao cả. Ở nhà mua dưa, mua cà, gói bánh tét, bánh ú lên chuẩn bị ăn trong những ngày sau đi làm bận. À, mấy ngày này nghỉ cày suốt năm rồi, mấy ngày này nghỉ. Hả? Muốn học lớp 1 phải qua YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài nha. Hiền lành gọi là sàn liễng, sàn liễng, người hiền lành. Hả? Ngâm hàng vào bể nước bảo hồ phao chinh bể nước luôn hả, bảo hồ泡进水池里，嗯，水池里，把货泡进水池里，嗯。Nghe nói mai kiểm tra thì đã bảo nếu mà có thật chất có như vậy thì ở nhà thôi. Hảo, tuần sau phải nhấn âm luôn. Tuần sau, 下个礼拜，下个礼拜，không dậy một một nha. Máy điện休息. Nghe nói mai kiểm tra hành chính ngoài đường này.Kiểm tra hành chính ngoài đường nó có nhiều nguyên nhân lắm. À, thà chỉ chỉ vô dùng mà nào dùng bánh phả. Hả là xe suy rồi. Xe suy xong đi. Hả? Sư hở. Hở sư mà. Sư hở mà. Để giống nhau nha. Hở sư mà. Sư hở mà. Thích hợp không? Lớp 1 phải vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Cho Hùng học với. Cùng học nha.Teo bao tử là teo thì sao? Bao tử biến nhỏ lại hả? Của mình từ quay xô xào. Quay xô xào là cái bao tử nó bị rút nhỏ lại. Quay xô xào. Quay xô xào. Chinh xài thường nói về chinh xài là biểu diễn. Một cái biểu diễn tuyệt vời. Một cái biểu diễn rất là hay. Ta gọi là chinh xài. Chinh xài là tiên nhìn. Là một bộ phim rất là hay. Một bộ phim rất tuyệt vời. Chinh xài là tiên nhìn. Hảo.Cảm ơn. Học lớp 1 phải vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài mới có lớp 1 nha. Qua đó bấm chữ em muốn học lớp 1. Ê, qua chinh ly. Tôi cố gắng hết sức á. Nghe nói 3 ngày gì chị? Chị nói 3 ngày. Nãy giờ các bạn ấy nhắn là 3 ngày ấy đó. 3 ngày người ta đi kiểm tra. Cho nên là đối với anh em bất hợp pháp thì hơi khó một tí xíu. Thì Vân nghĩ nếu mà có 3 ngày, có cái lịch 3 ngày này thì tốt nhất chúng ta ở nhà. Đôi khi người ta ở bên này nó bất thường lắm.Đôi khi không phải là cũng vì chúng ta mà đôi khi chúng ta nó mình là bất hợp pháp mình sợ thôi. Chứ đôi khi ở bên này người ta cũng thường hay đứng ngoài đường kiểm tra lắm. Không phải là riêng chúng ta không đâu. Họ còn kiểm tra người đài nữa cơ. Vì bên này có nhiều người đài làm những cái việc không ấy cho nên người ta chặn ngay đường, người ta đang bắt cái đó chứ không phải là đâu. Nhưng mà đối với chúng ta đi ngang cũng không tốt cho mình cho lắm. Nói chung là tại vì nếu mà mình là người đi làm đúng thì mình không sợ rồi.Về kiểm tra thì kiểm tra đâu có sao. Không uống nè ha. Không uống những chất có cồn nè. Không la cà nè. Không vừa đi vừa gọi điện thoại nè. Không lớn tiếng ồn ào nè. 3 ngày này ha. Rồi tốt nhất là anh em mà bà hợp phở mua sở đi ra ngoài thì tốt nhất ở nhà đi, khỏi đi làm 3 ngày nay. Trời anh gì vậy? Vậy thôi. Chứ giờ đâu còn cách nào khác. Nó có sùi hũ nã kìa bà mà.
26 的。Em nhắn tin cho chị video mà chưa được chị giúp hả? Được cơ. Tại vì chị cũng bận dữ lắm. Mỗi ngày chị bận dữ lắm. Nên nhiều lúc chị lướt mà lướt chưa tới cái video của em. Trước chưa tới cái tin nhắn của em á. Đi khởi xíu xì là mà tuần qua. Hả? Hả? Chị dạy hay còn đúng nữa. Cảm ơn em nha. Chẳng bì. Chẳng bì là gì? Chẳng bì có. Chẳng bì là cái từ. Chẳng bì là cái tường này. Bù yào tả chẳng bì. Đừng có đục tường, đừng có đánh tường đó. Bù yào tả chẳng bì. Ê, đi học tiếng Việt. Nói sao ạ? Chù xuế yu nán quẩn. Chù xuế yu nán quẩn. Đi ngủ đi. Chù xuế chào. Yên cai có lẽ nên. Yên cai có lẽ nên phải. Muốn hỏi bất hợp pháp bây giờ phạt 5 vạn hay sao? Có người nói thế, có người, tại Vân chưa thấy thực tế. Nhưng có người nói thế ha. Có người nói thế. Học 1 năm có biết được không cô? 1 năm biết xong ngừng lại, vẫn quên như thường. Học 1 năm biết rồi, một ít rồi, ngừng lại, vẫn quên hết ráo luôn. Chị làm mai lấy chồng, không? Không, chị không làm mai lấy chồng. Cái gì đó bị giãn rồi thì gọi là xong teo lợ. Cái quần của tôi bị lỏng rồi. Ây. Hả? Chẳng bị là tường, bàn phà là biện pháp. Đi học tiếng Việt. Chì xuế yuê nán quẩn. Xuế yuê nán quẩn là học tiếng Việt. Không quan tâm. Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm. Nhìn chị phúc hậu lắm. Mấy nhỏ. Tôi không quan tâm. Hoàn cung. Hoàn cung là gì em ơi? Hoàn cung là gì? Hoàn cung là gì? Chị biết kiểm tra mấy giờ không? Chị không biết nữa. Nếu mà kiểm tra thường là buổi tối thôi à? Thường là buổi tối. Tối khoảng chừng 7-8 giờ tới khuya. 7-8 giờ tới khuya. Cái cỡ mà 6 giờ ha. 6 giờ mới ổng ăn cơm đó. Giờ đó về được vừa cần về, về nhanh đi. Chỗ nào cũng vậy, 6 giờ là giờ ăn cơm hết rồi. Chỗ nào cũng vậy hết, theo chị biết là như vậy. Nếu mà 6 giờ về được, 6 giờ về hết đi. Qua cái giờ đó là không chắc rồi đó. Tất cả những chỗ nào cũng vậy, mấy ổng thường ăn cơm lúc 6 giờ. Giờ đó ăn cơm được, giờ đó đi về được, về hết giờ đó đi. À, không tăng ca, 6 giờ về được, về hết đi. Để tôi tự làm. 我自己做. 我自己做. Để tôi tự làm. Ý em không đủ tiền mà bị bán trang sức không? Không đủ tiền thì mình đương nhiên phải bán cái gì đó để mình mua vé cho nó lẹ. Em không có vé, em đợi người ta để cho mình cái vé đó, thì em phải đợi lâu ạ. Em đợi trong đó buồn. Nếu mà em có thể tự mình bỏ vé ra thì mình được về sớm. Em ở Đài Loan hả? Dạ em ở Đài Loan. Bệnh viện khám nhiều tiền, bất hợp pháp đi khám nhiều, đau đầu á hả? Đau đầu khám, đau đầu phải coi cái gì? Đau đầu em phải coi là em bị cái gì? Đau nặng, đau nhẹ. Nếu mà đau nặng thì nói chung là mà em đã không có thẻ, em có thẻ khám y tế không? Em có thẻ ra là cũng bị ấy hả? Phải khám bằng tiền thì cũng mắc à. Cả ngàn mấy, có thậm chí có 4.000 cũng có luôn đó. Này, đi vào bệnh viện khám mắc lắm. Người ta có thẻ, người ta đã khám 450 rồi, 490 rồi. Em mà không có rồi vô chụp CT đồ này kia là tiền không đó em. Bên này mà được cái là nó có nhờ có cái chèm bảo khả. Không có cái chèm bảo khả đó, cái thẻ y tế đó đi khám mắc lắm luôn. Có cái thẻ đó đi vô bệnh viện đã là 400 mấy rồi. Bình thường là bọn mình không vô bệnh viện ngoài, ở ngoài chỉnh sổ ở ngoài là chỉ cần 150-200. Giờ là 150-200 qua hậu phê đó. Xem phỉ chinh. Phả tay là đồ cục tóc. Xem phỉ chinh là dây thun. À, khi buồn tuổi thân không biết nói chuyện với người ta dễ bị khi dễ dữ lắm. Đương nhiên rồi. Nhưng mà mình ở xứ người mà phải chấp nhận thôi em à. Chị đôi khi chị còn buồn dữ lắm nữa. Các em thấy chị ngồi trên này chị dạy học riết, chị cũng đâu đi chơi với ai đâu. Nên nhiều lúc chị thấy mình chơi không lại chơi không lại người ta. Nói chuyện thì dở cho nên là chị không có tập bạn tập bè nhiều là chị suốt ngày chị ăn với học không à. Cho nên chị được cái nước này. Chị được cái là chỉ biết học giờ được thôi chứ còn ở ngoài gì có bạn bè gì đâu.
Tại vì không có đi ra ngoài nói chuyện với ai á, rồi mình suốt ngày ở trong nhà. Chồng chị yên tâm chị lắm, suốt ngày ăn rồi ở trong nhà không à. Mai quét thì nói chung là mai quét thì các em chỉ cần nhớ là điều đó thôi. Nếu mà ở nhà được thì ở nhà đi, không đi làm 3 ngày này thôi, đơn giản vậy thôi. Mà chị, cái giờ quét là chị thấy là cái giờ nhiều nhất là cái giờ 7 giờ trở lên. 6 giờ là giờ người ta ăn cơm. Vậy làm được 6 giờ, 5 giờ rưỡi ra ca, đợi anh lúc 6 giờ về, vút về nhà, nghỉ. Tốt nhất. Không có la cà tới 7 giờ, rồi vậy là tốt nhất. Thường 6 giờ là giờ ăn cơm đó. Ờ, người Việt đi du lịch Đài Loan không em? Đang định đi. Bên này giờ đi tự do cũng cực lắm nha. Đi tự do là phải đóng cả 100 triệu. Ở bên Việt Nam có trong ngân hàng có 100 triệu mới qua bên Đài Loan được. Bây giờ căng dữ lắm. Tại người xưa mở cửa cho đi sướng quá trời, mở cho đi 2 tuần có bao nhiêu đô tùy người làm, gặp mấy người làm đa giá đắt thì ấy, còn người nào có lương tâm nhà làm thì 500 mấy đô, đi sướng dữ lắm, 14 ngày về vậy mà không chịu nắm bắt bỏ ngay. Thật sợ quá rồi, người ta đóng cửa luôn rồi, người ta ấy là vẫn cho đi nhưng mà phải đóng. Bên Việt Nam phải có chứng nhận tài sản 100 triệu nè, rồi có làm ăn cái gì đó, nói chung là mình có những cái bên đó, mình có những cái này là mình đảm bảo rằng mình không có qua đây đi la cà ở bên này thì người ta mới cho mình qua. Tôi không quản lý. 我没有在管理. 这个不是我管的. Cái này không phải là tôi quản lý. 我没有在管. Tôi không có đi, không có quản lý đó. 我没有在管这个. Tôi không có quản lý cái này. Hảo. Hứa lần sau không tái phạm nữa. Thường nói 我下次不敢了. 对不起了. 我下次不敢了. Xin lỗi nè, lần sau tôi không dám nữa đâu. Chén zi chuẩn hoàn cụ chủ. Chén chuẩn hoàn cụ chủ đờ vấn trọng. Chén chuẩn hoàn cụ chủ đờ vấn trọng. Anh không nói, tôi không nói với anh nữa hả? 我不想跟你讲了. 我不想跟你说了. 我不想跟你讲了. Hảo. Hảo lớp 1 bài 1 thì qua bên YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Hai chị Vân, chào em nha. Quét 3 ngày thì chị tốt nhất là nghỉ ở nhà. Còn không thì 6 giờ về được, về luôn. Canh ngay lúc 6 giờ gần nhà chạy về giải lề cho lẹ. 6 giờ giờ ăn cơm. Chị chỉ nói với các em được như đó thôi. 6 giờ giờ ăn cơm, đi về được, về đi. Không la cà, không đi bạn bè, không ồn ào. Mấy ngày này đặc biệt không ồn ào. Về nhà, ta ở nhà ta học tiếng Trung, mở video lên học tiếng Trung. Này, tối về nhà không có la cà đi đâu hết, không có rủ bạn bè, không có làm gì hết. Nhà ai nấy ở, giường ai nấy ngủ, điện thoại ai nấy chơi. Này, mở sách mở bài học tiếng Trung bán thời gian. Ok, nếu 3 ngày này thật sự có như vậy thì có như vậy thôi. Nếu mà lỡ có đi làm 6 giờ về, có tăng ca cũng không thèm, 6 giờ về, giờ người ta đang ăn cơm mình về. Về. Này, tăng ca, gia ban. Gia ban, xuống ca, xia ban, hạ ban là tiếng Phúc Kiến, hạ ban, ca ban là tiếng Phúc Kiến luôn, ca ban, tăng ca. Bao nhiêu ngày, nghe nói 3 ngày đó, chị cũng không biết nữa, chị cũng không hỏi ổng nữa. Nói chung là quét ngoài đường chứ không, nhiều khi không phải quét chúng ta đâu, nhưng mà chúng ta đi ngang đó thì cũng vô tình, một cái rổ bắt hai con tép thôi. Cho nên là nói chung là họ cũng đang quét cái việc gì đó thôi, chứ con không biết chắc chắn là chuyện của chúng ta không. Nhưng mà nếu mà có thể thì nghỉ 3 ngày này, nếu mà chắc cái đường đoạn đường mà mình đi làm về có thì mình nghỉ 3 ngày này. Còn không thì nhớ 6 giờ là giờ ăn cơm, thì về được 6 giờ thì về đi. 6 giờ là giờ người ta ăn cơm rồi, tất cả giờ đó mọi người đang ăn cơm. Về được thì về lúc đó đi. Hey, cái người vô tâm, thường nói nó cờ ủ xin tờ rỉnh, ủ xin tờ rỉnh, không có tâm hả? Ủ xin tờ rỉnh, bú zài hu nì tờ rỉnh. Cái người mà không có quan tâm tới bạn, không để ý tới bạn, bú zài hu nì tờ rỉnh. Xia ban tăng ca, gia ban, xia ban tăng ca, tăng ca, còn gia ban tăng ca, đúng rồi. Hay, đứng dọc đường cũng hay đứng lắm. Không có việc của chúng ta, họ cũng đứng nhật đường nha.
không có việc của mình, họ cũng đứng dọc đường vì họ đang chờ, họ nhắc được tin là cái người đó đang ở đoạn đường nào, đi lên đoạn đường nào, họ sẽ đứng đó để chờ. Nhưng mà họ luôn có cái dịch vụ là đợi anh em, bắt anh em hợp pháp mà, bắt anh em, những bắt anh em mà không hợp pháp thì đương nhiên chúng ta đi ngang cũng là một điều không tốt đối với chúng ta. Thì tốt nhất những ngày này biết thì ở nhà đi, không đi làm. Còn không thì 6 giờ đúng chạy về. Này, 6 giờ đúng về nhà. Giờ ăn cơm mình về nhà. Này, vậy thôi. Chị có thể nói với các em vậy thôi. Còn ngoài việc khác là chị không giúp được các em rồi đó. Tốt nhất là mấy ngày này ngoan, không tụ tập, không ăn chơi. Tối về mở điện thoại ra học tiếng Trung, không ồn ào, mệt đi ngủ. Nè, không có ăn, không có uống gì trong mấy ngày này hết. Nè. Nói chung là chị cũng đâu có tụ tập chơi bời gì đâu. Chị cũng ngoan nhất nhà luôn. Không tụ tập, không chơi bời. Ờ. Wow, đẹp quá. Hồ sơ à? Chờ mà nó mà xem hồ sơ. Ba ngày chị ơi, vừa kiểu vừa vào không hiểu. Ba ngày gì chị ơi? Chị cũng không rõ nữa, mấy bạn ấy nói là ba ngày người ta chặn ở ngoài đường để bắt mấy anh em bất hợp pháp đó. Cho nên là chúng ta thì chị cũng không rõ chuyện này. Nhưng mà đôi khi chuyện này người ta chặn cũng là chặn người Đài Loan hay là chặn một cái việc gì đó. Thì chúng ta đi ngang nó vẫn là một điều không tốt. Đi ngang vẫn là một điều không hay đối với chúng ta. Thì nói chung là đi làm về sớm, trước nhất là 6 giờ đúng mà về được thì về ngay đi. Ăn cơm lẹ lắm nha, mấy ông ăn lẹ lắm á. Mấy ông 15 phút là xong rồi đó. Mấy ông ăn lẹ lắm, không muốn ăn chậm như chúng ta đâu. Không có thời gian ăn chậm đâu. Mấy ổng là chia nhau ra ăn cơm, một lần là chỉ ngồi 6 ông, còn lại những ai khác là trực ngoài đó, đang đợi sẵn ngoài đó. Đó, nếu mà có thể ấy được á thì... Nhưng mà vẫn có người, cũng có hai người đi tuần tra nha. Nhiều lúc 6 giờ người ta chưa về ăn cơm được, vẫn có hai người đi tuần tra vòng vòng ngoài đường nha. Chứ không phải là hoàn toàn đều ăn cơm hết, vẫn có hai người đi tuần tra vòng vòng ngoài đường. Những ai mà cái thời gian ăn cơm của họ là qua cái thời gian đó thì họ sẽ đi tuần tra. À. Cho nên là vẫn không chắc chắn được. Cho nên là nếu mà 3 ngày này mà căng quá thì ở nhà có sao đâu. Không làm 3 ngày đâu có mất gì đâu mà. Thời gian sau làm lại. Nói chung là vậy thôi. Bây giờ ăn cơm là mấy ông ăn lẹ lắm. Mấy ông là dân quân lính ăn cơm lẹ lắm, chứ không phải rề rề như chúng ta đâu. Trời ơi, ăn cơm mà chị thấy mấy ông đau bao tử sớm. Hoặc là thật mấy ông cực thật. Mấy ông đa phần tới cái tuổi 50 mấy ông nhiều ông bị bệnh rất là thức khuya, ăn uống thất thường. Nhiều lúc ăn một bữa cơm đang ăn dở bỏ chạy, có việc là bỏ liền. Ờ, cho nên mấy ông cũng tội lắm. Thật sự mấy ông nhìn cũng tội vô cùng. Cho nên mà bề trên đã đưa ý định xuống thì cấp dưới phải làm việc thôi. Cho nên là không có tránh được. Không tránh được. Mình là người hợp pháp thì mình đi đứng thẳng lưng. Còn mình không là người không hợp pháp thì mình rập rụt rè e sợ. Mình càng rụt rè thì người ta càng chú ý. Nếu mà tránh được thì bằng cách ở nhà thì cứ ở nhà thôi. Đợi qua cơn bão người ta đi làm, có gì đâu mà. Ê, em hay run lắm. Gặp công an là run. Giờ mất cái mắt gì mình là người hợp pháp, có gì gặp ổng run. Run ổng lại hỏi ở giấy tờ em đâu nữa. Vậy đó. Gặp run là nhìn mặt, là nhìn cái mặt là thiếu tự tin là nhìn là biết liền à. Mấy ổng nhìn là thiếu tự tin là mấy ổng chế tới chào hỏi liền à. Hoài hoài là hư đốn đó em. Chị là cô dâu Việt mới qua 10 ngày. Có đi làm được không em? Chưa đó đâu, 10 ngày chưa được đâu. Cái giấy truy đuổi chân của chị, giấy ấy của chị chưa ra mà. Thẻ cư trú của chị chưa ra đâu, đi làm được. Chưa được đâu nha, đợi nó. Đó. Lần này bạn có bầu trúng cử không? 这是你有中选吗? Ngày mai quét, chị cũng nghe mấy các bạn vừa mới nói đó. Chị vừa nghe các bạn ấy vừa nói mai quét 3 ngày. Học môn balatong chạy bộ cho tốt. Lại suối người ta chạy bộ tiếp. Chị thấy chạy tội nghiệp lắm luôn. Thật sự chạy rất là tội nghiệp luôn. Các bạn ấy vừa nãy báo cho Vân biết là mai quét đó. Với lại mấy bữa nay là chuyện của Đài Loan có một cái trận đó cũng khá là lớn, cho nên là nhiều khi họ quét những cái trận đó không chừng. Nhưng mà chúng ta đi ngang vẫn là một điều không tốt đó. Ê, em thấy công an không căng, tình hình phức tạp lắm, căng quá tội mấy anh. Thật sự đi ra ngoài rất là tội, làm bất hợp pháp rất là tội luôn. Các bạn làm hy vọng đưa tiền về gia đình kiếm được tiền nhiều, chứ thật sự các bạn ở bên này rất là tội luôn.
đi chợ đi đồ cũng rất là tội nè, đi ra chợ cũng rụt rè nè, ăn uống là không, mình lại thích có bạn có bè đông vui, nhưng mà qua tới đây rồi lại không có dám tụ tập bạn bè đông vui nữa, cho nên là sống ở xứ người đâu có bằng được xứ ta được, cái gì cũng không bằng xứ ta hết. Cho nên mà lỡ rồi là phải cố gắng làm ăn thôi, giờ cố gắng nhịn cho nó qua chuyện. Ừ, chứ giờ biết sao giờ. Bản thân Vân, Vân nói chứ bản thân Vân cũng làm như thế. Vân là người hợp pháp chứ Vân cũng không có tụ tập ăn chơi. Vân không có đi vòng vòng la cà ngoài đường, mỗi suốt ngày ở trong nhà và lo cho con không à. Cũng không tụ tập. Bạn bè của Vân rất là nhiều mà không có thời gian đó để đi tụ tập với mọi người. Mình biết đi tụ tập với mọi người là hay rủ nhau ở nấu này nấu kia ăn, rồi bày cái này bày cái kia. Cuộc sống của mình, con mình còn nhỏ, chồng mình đi làm gánh vác biết bao nhiêu chuyện, con mình còn nhỏ còn phải ăn học lo cho nó lớn rồi này kia nữa. Nhiều lúc muốn có một căn nhà cùng nhau nỗ lực cùng nhau cố gắng chưa xong nữa, đâu có tụ tập với ai chơi ai được đâu. Đôi khi Vân rất là muốn ăn cơm cùng với gia đình, nhiều lúc cũng thèm cà pháo mắm tôm lắm mà không biết ăn một mình không có ăn được. Thì lúc mà thèm trái xoài sống cũng không dám gọt ra, tại gọt ra mình ăn đâu có hết, bỏ tủ lạnh nó lại bỏ ủ. Nhiều lúc thèm cái nhiều cái suy nghĩ cái là bỏ ngang luôn, không mua nữa, không ăn nữa. Mà khi nào thèm quá rồi chạy ra ngoài chỗ mà chị Giang bán rau á, ra đó thấy chị bổ mít là mua miếng mít ăn tại trận, mua miếng 200 đồng ăn luôn. Một miếng mít 200 đồng mua hai mẹ con ăn hết luôn rồi thôi về, chứ cầm về bỏ tủ lạnh là đảm bảo bỏ tủ lạnh cả tháng trời nó vẫn còn nằm tủ lạnh. Ê, chuyên gia là vậy. Nó đã quét rồi thì nó chắc có quét nhiều nơi lắm, Đài Loan quét hết luôn. Đã quét rồi thì cả Đài Loan quét hết luôn. Nói xấu người khác, chẳng bẻ rịnh tờ hoài hoa. Chẳng bẻ rịnh tờ hoài hoa. Mới thấy trên mạng nói Mai Bảo, Bảo Mai hả? Vậy thêm chú ý thôi, cẩn thận chút. Nói chút là biết 3 ngày thì 3 ngày ở nhà đâu có sao đâu. Buổi tối họ có vào xưởng bắt làm thêm không chị? Vào xưởng buổi tối cũng lo. Cái này là chị cũng không chắc được. Cái này là ý của họ đi hay không chị không có quản lý được, chị không có ấy được. Mỗi nơi mỗi khác chị không có dám khẳng định đối với các em được. Nếu mà làm tối thì thường thường chị thấy là họ sẽ đứng ngoài đường vào tối đó. Ban ngày nắng quá. Mà giờ này cũng đâu có nắng đâu, trời lạnh đâu có nắng đâu. Thường là buổi tối nhiều hơn. Buổi tối nhiều hơn. Không, cố gắng đi. Nói chung là ở nhà được thì ở nhà 3 ngày đi, hôm sau làm cả năm trời ở 3 ngày ở nhà dưỡng sức, ngủ, dưỡng cho nó khỏe. Ở nhà tập thể dục. Chị cho em hỏi đổi tên bây giờ muốn xin cũ và mới thì xin ở đâu? Đổi tên hả? Muốn xin lại sổ cũ sổ mới đổi đâu? Đổi tên mình hả? Đổi tên mình là ở Hu Zhen Si Wu So. Hu Zhen Si Wu So. Si Wu So. Ở sổ hộ tịch á. Đổi tên vô đó đổi. Hợp pháp mà vẫn thọ lo sợ, không sao hết, đi thẳng thơi lên. Ê, cô ngủ rồi chị, đâu có, nó nào nó ngồi dưới nó coi điện thoại. gì, ơ san cam pê nha chị. Đi y ơ san cam pê. Y ơ san cam pê là sao? 1, 2, 3 cạn ly hả? Tình Mai quét thật không cô? Vân cô không rõ nữa. Vân cô không rõ nữa. Để Vân xuống, Vân hỏi anh xã coi, Vân làm cái video gấp cho mọi người. Thật bất lòng lực bất tòng tâm à. Lý bu chống xin. Lý bu chống xin. Tôi muốn bạn trân trọng tôi. Wǒ yào nǐ zhūn zhòng wǒ. Ê, nǐ yào wǒ, wǒ yào nǐ zhěn xǐ wǒ. Wǒ yào nǐ zhūn zhòng wǒ là tôi muốn bạn tôn trọng tôi. Wǒ yào nǐ zhěn xǐ wǒ. Tôi muốn bạn trân trọng tôi. Nhưng mà làm ra cái trân trọng thì nó cũng vẫn thường sẽ không nói những câu này. Vân chỉ làm ra cái giá trị của bản thân mình. Rồi sau đó Vân sẽ hy vọng rằng anh nhìn thấy những giá trị, những cái mà tôi làm cho anh. Tôi hy vọng anh hãy nhìn thấy nó và biết trân trọng nó. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ để vun đắp cho gia đình của anh, làm cho anh có được có con và cho anh có một người vợ đàng hoàng. Nếu như mà anh nhìn thấy, tôi hy vọng anh hãy trân trọng những gì anh đang có. Cái này Vân sẽ nói. Tôi sẽ nỗ lực làm việc. 做出我能力范围的事，我会帮你顾好小孩，顾好这个家。我希望你能看到，我也希望你能珍惜你与我这段感情。
Xin về dỗ mẹ, thường nói là wǒ māmā zhù jì rì. Ví dụ tháng này đi, zhè ge yuè shì wǒ māmā jì rì, wǒ yào huí qù bài bài. Wǒ kě yǐ huí qù mě? Bù shì jì niàn rì. Wǒ kě yǐ huí qù mě? Zhè ge yuè shì wǒ māmā zhù jì rì. Lǎo bǎn, wǒ kě yǐ huí qù mě? Ha. Em đổi rồi nhưng về Việt Nam có chút việc, họ đòi em giấy chứng nhận tên mới với cũ là một chị thì xin ở đâu? Em có giấy chứng minh chưa? Em có giấy chứng minh chưa? Nếu mà em có giấy chứng minh rồi thì vẫn đi vô sở hộ tịch xin, họ có giấy cũ giấy mới cho em luôn. Ha, họ có giấy cũ giấy mới cho em luôn. Ừ. Hôm chủ nhật Ia San Campe là ok hề chị. Sao lại Ia San Campe? Hôm chủ nhật này hả? Mới hôm qua mà. Hôm nay chủ nhật mà. Hôm nay chủ nhật rồi. Đúng ý em luôn á chị. Bù công phiền, bất công đó, không công bằng. Bù công phiền. Bù công phiền. Cái này vẫn bị hỏng. Chắc cơ hải sư hoài đeo lợ. Chắc cơ hải sư hoài đeo lợ. Chắc cơ hải sư hoài đeo lợ. Học bao nhiêu năm mà rành tiếng Đài, một chút động lực để học. Cho em một chút động lực để học. Nói chung là Vân học, thứ nhất là giao tiếp của Vân rất là nhiều. Vân thường giao tiếp với mọi người vì Vân hồi trước là có cái hoàn cảnh giao tiếp ha. Vân thường giao tiếp, thậm chí Vân vào trường học nữa. Ngoài ra vào trường học vẫn chưa đủ, về nhà còn phải viết bài thêm nữa. Viết rất là nhiều luôn. Em có rồi chị, có rồi hả? Có rồi thì họ đòi thì mình cung cấp cho họ rồi. Cái giấy tờ hiện tại, ví dụ giấy chứng minh hiện tại là cái tên này. Rồi cái giấy cũ á, cái giấy cũ thì người ta thường tịch thu lại rồi đúng không? Thì mình xin, mình ra mình xin đó, rồi có mình đưa bù đắp cho người ta thôi. Bù cho người ta thôi. Ê, nghỉ việc không làm nữa, thường nói là chỉ chữ. Chỉ chữ. Thuốc gây tê. Mã giao. Mã giao. Tôi muốn nghỉ việc. 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 Tôi cái này chị không biết nữa. Thường là có tiền đồ này kia là một tháng được về. Ui, hoa là cho hoa là của dung sàn nó mà tôi. Thường là có tiền là một tháng được về rồi, không có tiền Vân không biết nữa. Họ cũng không có giữ mình lâu đâu. Phải nuôi cơm ngày ba bữa nè. Phải có chỗ cho ở, đâu phải dục la cà được. Đâu phải dục la cà được. Cho nên là Vân không biết là họ sẽ đáy bao nhiêu lâu nữa. Không biết sẽ đáy bao nhiêu lâu hết. Nhưng mà không có tiền thì không có tiền thật chứ giờ sao giờ. Tôi làm tôi đâu có tiền, mỗi tháng tôi làm ra bao nhiêu tiền tôi ăn xài hết trơn. Làm một tháng ra trả tiền tiền phòng, rồi tiền ăn, tiền cơm, tiền gạo. Tháng nào trả hết tháng đó, tôi có dư đồng bạc nào đâu. Đó là sự thật. Bây giờ ông có bắt tôi ở lại thì cũng để lại, cũng nuôi tôi ngày ba bữa. Có là nuôi, không có thì thôi, tháng cho tôi về. Còn nếu như mà có thì cho tôi ngày ba bữa, cho tôi ngày ba bữa ăn, ăn gì cũng được. Cho tôi cái mền tối tôi ngủ tôi đắp được rồi. Chứ giờ tôi không có, giờ sao giờ tháng làm hết tháng nào ăn tháng đó. Giờ có, mà thật sự nha. Người Đài cũng vậy nữa, tháng nào hết tháng đó, như quan chủ. Tháng nào hết tháng đó, làm ra nhiêu tiền là ra cho tiền phần, tiền nhà, tiền cửa, tiền con đi học, tiền này tiền kia. Nhiều lúc còn âm nữa, không đủ xài nữa. Lấy đâu mà dư? Trời ơi, ở xứ Đài chứ dễ dư lắm hả? Đâu làm gì có dư. Cái đó là chuyện đúng, không có gì được ấy hết. Có sao nói, có sao khai thật, có sao nói thật thôi. Bây giờ không có thì cũng phải cho về chứ, bây giờ lấy đâu ra 5 vạn? Giờ lấy đâu ra? Vậy không có thì cũng phải đành thế sao giờ. Có cái là quan trọng là hỏi bao lâu nhưng mà Vân thấy hả? Nhà nước, cơm nhà nước cũng đâu có nhiều vậy đâu mà. Đâu có nhiều cơm vậy đâu mà. Thường là cả tháng cho về chứ làm gì có chỗ đâu mà ở. Ê, bên này việc bây giờ này, bên này cũng căng lắm. Qua đây làm rồi Vân cũng không biết mọi người sẽ làm gì cho ổn. Đi làm phải làm ngoan, trong công ty thì là lương thì nó không có nhiều. Mà ra ngoài làm thêm thì hơi khó. Cho nên là dạo này Vân thấy qua đây cũng không có ổn cho lắm. Vân thấy đi Nhật Bản, đi Hàn Quốc đồ thấy ổn, mọi người thấy tự do hơn rất là nhiều hay sao á. Chứ bên Đài Vân thấy căng quá à. Đi qua đây làm mà hy vọng có tăng ca, mà công ty không có tăng ca, một cái là tiền không đủ xài.
lại tốt nhất là đừng ra ngoài, ra ngoài là sống không có yên thân chút nào, làm cũng thấy dư đâu. Nên là sao Vân thấy cái đi nghe nói đi nước ngoài nước Hàn đồ nhiều tiền hơn có không ta, chứ Vân thấy gì làm gì không xong. Ừ, người ở bên Đài họ làm nhiều khi họ cũng không dư nữa. Xem thường khinh thường, khan bù chỉ, chỉ sự, khan bù chỉ bìa rẩn, chỉ sự bìa rẩn. Ừ, chúc buổi tối vui vẻ nha. Hey, học trước quên sau, học tiếp hồi đó Vân cô học trước quên sau. Họ da đẹp là có một cái này. Ừ, hey, gọn gàng chỉnh chỉ, chỉnh chỉ là gọn gàng. Trời, hỏi hai câu gọn gàng ngắn quá trời luôn. Chỉnh chỉ, chỉnh chỉ nha. Hảo, hôm nay học tới đây thôi, 11:20 rồi. Ngày mai nghỉ một hôm, thứ ba đến thứ sáu chúng ta viết bài trở lại. Thứ ba thứ sáu là sẽ không có trò chuyện nữa, hoàn toàn viết bài nha. Thứ bảy chủ nhật thì tại vì anh em hỏi đông cho nên ngồi trả lời mọi người, chứ Vân vẫn thích dạy trong sách hơn. À, nhiều lúc dạy trong sách thì các anh em mà lao động thì sẽ không thích, tại vì chỉ muốn hỏi thực tế và trả lời thôi, cho nên mọi người sẽ không thích học sách. Nhưng mà các cô dâu Việt ở Đài thì lại thích, tại vì họ phải dùng tới. Làm dâu Việt ở Đài đôi khi phải dạy con học nè, đôi khi phải đi ra ngân hàng, đôi khi phải đối mặt biết bao nhiêu cái giấy tờ này kia, cho nên họ nhất định phải học. Giống Vân bắt buộc phải học, không học chính người chồng mình đôi khi cũng coi thường mình, kêu anh ơi ký giùm em cái này, ổng bà ổng ký đi mà kêu tôi. Cho nên nhiều cái áp lực này do mình cũng phải học là vậy đó. Ừ, xin đừng lên cho người mới, đừng lên cho người mới thì phải qua YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài nha. Qua YouTube Hồng Vân Cuộc Sống ở Đài, Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Bằng mặt không bằng lòng, mao hở sẩn đi, mao hở sẩn đi. Hảo, để lát mày làm cho. Mao hở sẩn đi, khá hơn, khở xin, khá hơn cái chữ này, khở xin, khở xin. Hảo. Ờ, bạn đừng giận tôi nữa. Nì bù yào sân wǒ de qì le. Nì bù yào sân wǒ de qì le. Bạn đừng giận tôi nữa. Nì bù yào sân wǒ de qì le. Hảo, chúc mọi người ngủ ngon nha. Thứ hai được nghỉ, thứ ba chúng ta học tiếp. Bye bye.